Xin chào tất cả mọi người, chào hai bạn âm nhạc. Chào An. Hello Nhàn, sao talk show 1 với chủ đề mình bắt đầu như thế nào với họa sĩ Islan. Hẳn các họa sĩ trẻ digital painting đã tìm cho mình một cái con đường riêng, một cách đi riêng để bắt đầu với digital painting. Khởi đầu nào rồi cũng sẽ là bàn đạp để đưa mình dấn bước vào hành trình mới đã chọn. Khởi đầu nào mình nghĩ nó cũng đều sẽ có những khó khăn nhất định. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng nhau đi trên hành trình đó với câu hỏi mình đang ở đâu cùng hai khách mời, họa sĩ Bảo Ân và họa sĩ Thanh Nhàn. Chào Ân, Ân đang ở đâu vậy? Chào An, chào An, chào Thanh Nhàn, lâu quá rồi mới gặp Thanh Nhàn ha. Xin chào các bạn, mình là Bảo Ân và mình rất là vui vì hôm nay mình có dịp lại được lên sóng để chia sẻ những cái câu chuyện, những cái quan điểm về digital painting với hai bạn đồng nghiệp của mình là Thanh Nhàn và Hồ An, và mình hiện đang ở studio của Viện Truyện tranh và hoạt hình Việt Nam CMA tại thành phố Hồ Chí Minh, đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh. Chào bạn Thanh Nhàn. Ủa rồi vậy Nhàn đang ở đâu? Chào An, Nhàn đang ở ở quê ở Nhà đầu cầu phát sóng từ Cần Thơ. Cần Tiện thể mình nói luôn mình cũng đang ở nhà. vậy là phải là đầu cầu Hóc Môn hả cô An vậy? Hóc Môn sắp thành thành phố Hóc Rồi. Môn rồi. Rồi. À, hiện giờ thì ba tụi mình đang ở trong chương trình talk show để chia sẻ về hành trình của một họa sĩ digital painting ha. Các bạn đang lắng nghe và xem livestream. Để bắt đầu chương trình thì mình nghĩ mình sẽ đi vào luôn cái câu hỏi đầu tiên, đúng với tiêu đề của talk show ngày hôm nay. Đầu tiên là mình xin mời Ân ha. Ân nghĩ như thế nào về chủ đề cũng là câu hỏi mình đang ở đâu? Đầu tiên thì sau những lần làm talk show hay là chương trình livestream các thứ của CMA thì mình đang ở đâu là một cái câu chuyện mình cá nhân mình thấy là nó thú vị nhất, là bởi vì chúng ta đã bắt đầu vài năm trước với câu chuyện là họa sĩ digital painting khởi động như thế nào, bắt đầu như thế nào, và sau những cái chương trình như các cuộc thi The Open này, rồi vẽ digital, rồi các cái sự kiện khác của những đơn vị xung quanh, thì chúng ta thấy là digital painting nó đã bắt đầu là có một cái chỗ đứng nhất định và có một cái định hình trong lòng của các bạn, trong cái sự yêu thích của các bạn. Thì cho tới ngày hôm nay thì mình đang ở đâu, đó là một cái cách mà cá nhân mình nghĩ là chúng ta có dịp ngồi lại với nhau để chia sẻ, để nhìn lại cái hành trình mà chúng ta đã đi như thế nào. Đã có gặt hái những thành công gì không, hoặc là đã có những cái gì mà nó còn đọng lại ở trong cái suy nghĩ của mình, để là từ đó mình lại, từ cái điểm nhìn mà mình đang ở đâu đây này, mình lại tiếp tục cái hành trình tiếp theo, và chúng ta nên làm gì, vẽ gì đó. Thì đây là một cái chủ đề mà nó đánh dấu một hành trình đã qua và bắt đầu cho một cái khởi động tiếp theo. Thì cá nhân mình đang hiểu cái mình đang ở đâu như thế, đó là một sự tạm dừng lại, nhìn lại, chia sẻ và tiếp tục trên cái con đường làm họa sĩ digital. Cảm ơn Hồ An, biết Hồ An bên bên Hồ An có nghe mình rõ không ạ? Ờ, em nghe mình rõ, mình thì em mình ok mình đang nghe mình khá rõ, nhưng mà không biết là tiếng nghe Việt rõ. như thế nào. Còn Cảm ơn nhà Hồ thì An. sao? Còn nhà thì có nghe âm rõ Rõ. không? Tiếp theo ha, còn nhàn thì thấy việc mình đang ở đâu có quan trọng trong hành trình của người họa sĩ digital không? Với Nhàn thì Nhàn nghĩ mình ở đâu thì cũng được, chỉ là ở đâu có thể vẽ vẽ là được. Mình nghĩ cái ở đâu nó cũng không nhất thiết, giống như Ân nói, nó phải là đánh dấu một cái bước gì đó ghê gớm. Mình chỉ biết là mình đang ở đâu là được rồi. Đúng, cái chuyện mà mình ở đâu cũng được, ở Cần Thơ cũng được, ở Sài Gòn cũng được, ở Hóc Ở Môn cũng studio cũng được, được. studio cũng được, hay là quán cà phê cũng được, ở đâu miễn là có vẻ là được rồi ha. Đó là một cái khởi đầu, một cái hashtag khá thú vị. Vậy là nếu mà ở đâu cũng được thì vẽ mà không có ai like thì cũng được đúng không nhà? Câu này Hội An hỏi đúng người, là người được like nhiều nhất
Ok, tiếp tục với những câu hỏi với Nhàn ha. Nhàn là một họa sĩ có đăng tải nhiều lên mạng xã hội nè. Mặc dù Nhàn bảo là không ai like cũng được, nhưng mà Nhàn lại có rất nhiều like và share. Điều này thì đối với Nhàn nó có quan trọng không? Được nhiều like và share có quan trọng không? Thì câu này thì Nhàn nghĩ lúc trước, lúc còn đi học, lúc mình chưa có gì thì cái này thì cũng rất là quan trọng để mình tiếp tục. Nó là một cái giống như một cái động lực để mình tiếp tục vẽ, vẽ nhiều. Còn bây giờ thì cũng đỡ nhiều rồi. Bây Đã giờ thì nhiều. người ta thích, vẫn nhớ, vẫn thích mình mỗi khi mình post tranh thì vui, còn không thì cũng không sao em. Mình chấp nhận cái chuyện đó đúng không? Ok. Cũng tiếp theo giống như chương trình talk show đầu tiên thì các bạn khán giả đang xem livestream thì các bạn có bất cứ câu hỏi nào thì cứ gửi về cho chương trình tụi mình nha. Không biết là về Ân thì sao, Nhàn gần như là nổi tiếng với một họa sĩ freelancer với lại cộng đồng mạng, cộng đồng vẽ trên internet nói chung, còn Ân thì là một một người họa sĩ ở bên ngoài có nhiều triển lãm được công nhận bởi giới chuyên môn offline, thì không biết là cái quan điểm của Ân về cái chuyện mà ngoài cái việc like share ra thì cái việc yêu thích hay là đánh giá cao của mọi người thì cái quan điểm của Ân như thế nào ha? Dạ, cảm ơn Hồi An vì một câu hỏi lớn. Tại vì á, nếu mà chúng ta có một cái nhìn trở ngược lại tí xíu khoảng thời gian trước dịch, trước Covid hoặc là khoảng thời gian trước đó nữa, thì các bạn thấy là các triển lãm ở bên ngoài, triển lãm mỹ thuật này, triển lãm hội họa, triển lãm nghệ thuật á, thì nó chỉ dừng lại, nó tạm dừng lại ở những cái câu chuyện của các chất liệu truyền thống, như sơn dầu, sơn mài, rồi tranh lụa hoặc là các tác phẩm sắp đặt. Đó là một cái định hình khá rõ ràng của mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh hoặc là trong cái khu, trong cái phạm vi chúng ta đang đang sống đây. Tuy nhiên thì sau đó thì những cái triển lãm này mình bắt đầu thấy là có các cái tranh với một cái dạng chất liệu khá là đặc biệt, đó là digital. Dĩ nhiên digital là chúng ta vẽ máy rồi sau đó khi đưa ra triển lãm bên ngoài thì mình có những cái chất liệu nó được được in ra bằng những cái chất liệu nó cụ thể hơn, ví dụ như BB hoặc là cán form hoặc là giấy gì đó. Nhưng mà việc xuất hiện của những cái tác phẩm với nền tảng ban đầu là digital bên cạnh những cái tác phẩm hội họa truyền thống thì nó cho mình thấy được là thế là giới chuyên môn hoặc là các bạn trẻ, các họa sĩ trẻ hoặc là những họa sĩ đã thành danh bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn trong cái việc là đưa digital, nó không còn là việc mà một sản phẩm, một tác phẩm xuất hiện trên màn hình nữa mà nó ra nhiều hơn với công chúng và nó cho một cái ngôn ngữ hội họa mới cho một cái ngôn ngữ của nghệ thuật. Thì mình đó đó là một cái sự đánh dấu hoặc là một cái một cá nhân mình thấy đó là một cái khởi sắc cho một cái loại hình nghệ thuật, một cái loại tác phẩm đã được mọi người công nhận, thì đó là một cái tín hiệu đáng mừng. Thì đó đó là cái việc mà bắt đầu là giới chuyên môn hoặc là rồi từ đó nó thúc đẩy nhiều hơn cho các bạn họa sĩ trẻ dấn thân nhiều hơn cho cái ngành này, thì đó là cũng là một cái điểm son khá là đẹp và mình nó hứa hẹn được là trong tương lai sẽ có những cái triển lãm thuần của digital ví dụ vậy, hoặc là cá nhân mình cũng đã thấy được là qua 2 3 kỳ The Open vừa qua, trong 3 năm vừa qua thì có nhiều bạn mang những tác phẩm đó ra triển lãm bên ngoài ở các trường đại học hoặc là triển lãm mỹ thuật ứng dụng ví dụ như vậy, thì nó đã có bức tranh digital, nó đã có cái đời sống của nó sau khi nó được vẽ và được trình bày trên màn hình. Thì cá nhân Ân đánh giá được cái chuyện đó, ông thấy được cái chuyện đó và ông lấy làm vui vì cái điều đó. Cảm ơn em. Ok. Nhắc tới cái việc like share hồi nãy chút xíu thì với Ân và cả Nhàn đều cảm thấy là cái việc like share nó cũng quan trọng nhưng không phải là quá quan trọng đối với một người nghệ sĩ đúng không? Kèm những cái mà tích cực
Thì không biết là Nhàn có cảm thấy là cái sự tỉnh táo trước cái việc live share nhiều quá có cần thiết không? Alo. Nhàn có nghe em nói không? Có cần đọc lại câu hỏi không? Có cần phiên dịch không? Quên nói Nãy nãy giờ tắt mic. Ừ, hay bị vậy. Rồi giờ mở mic này được rồi. Thì mình trước cái việc like share thì mình cần tỉnh táo hay không ha? Thì mình nghĩ mình phải cần tỉnh táo. Mình biết mình trước đi. Mình biết mình vẽ cái gì trước. Mình vẽ cái gì rồi mình được like share nhiều. Thì mình thấy nói sao ta, này hơi khó nói ha. Khó giải thích cho Mọi dễ người hiểu. ừ. Mình có thể bản thân mình có thể cảm nhận được, chứ mình khi mình nói ra cho người khác hiểu được cái ý của mình thì cũng khó. À, đơn giản thôi là mình cũng cần đúng không? Cái sự mà mọi người dùng từ tung hô Nó thì là cũng gọi là đúng. công nhận của mọi người á, Công nhận của mọi người điều đón đó cũng nhận, quan công trọng. nhận, đón nhận. Nhưng mà sao ta, nó sẽ có cả hai mặt tích cực và tiêu cực, thì không biết là ý Nhàn về hai mặt đó thì nó sẽ như thế nào. Nhưng nghĩ hai mặt như thế nào thì mình sẽ tự mình sẽ nhận biết được, và mình sẽ có cách để dung hòa nó cho cái bản thân của mình để tiếp tục cái công việc đó. Mình thấy cái nào tốt thì mình sẽ nhìn nhận nó và ghi lại để mình vẫn tiếp tục sử dụng nó trong cái công việc. Giống như người ta góp ý về cái này, người ta thấy cái này đẹp, thấy cái này có hướng phát triển với mình, khi mình đưa nó ra thì mình sẽ lấy đó mình tiếp tục. Còn khi giống như mình có những cái phản ứng trái chiều thì mình xem nó tại sao người ta phản ứng như ra như thế, thì mình xem lại, mình nhìn nhận lại bản thân mình để mình sửa hoặc là mình thay đổi nó cho phù hợp. Ok, cảm ơn Nhàn. Cũng ý kiến cá nhân của mình thôi, thì về cái chuyện mà được công nhận là quá tốt rồi, nhưng mà mình cũng cần tỉnh táo là mọi người công nhận nhưng mà mình cũng không có tự hài lòng về cái chuyện đó, và không tìm tòi, không học hỏi thêm, và mình sẽ bị dậm chân tại chỗ, mình sẽ là bản sao của chính mình, hay là đó, thì đó mình nghĩ nó cũng là một cái mặt tiêu cực của cái việc mà một họa sĩ đã có một chút tiếng tăm hay là có nhiều like gì đó thì sẽ khó chấp nhận những ý kiến đóng góp trái chiều nè, rồi mình sẽ tự hài lòng với bản thân, thì đó cũng là một cái mặt mà mình nên cân nhắc. Không biết Ân thì sao, mình nhớ là Ân sẽ có những cái ý kiến rất là tích cực về những cái việc mà like share nhiều, nhất là share trên mạng xã hội. Đầu tiên thì mình thích nha. Đầu tiên Mà công nhận thì ai cũng thích mà, đăng bài like được được nhiều thì cảm thấy rất là thỏa mãn. đầu tiên thực ra cái việc mà mình được được like, được thích thì được share, đó là một cái mình với góc độ của mình. Và cũng nhiều lần mình chia sẻ với An, hay là mình ngồi cà phê với Nhàn, với An gì đó, thì chúng ta gặp nhau ở một cái chuyện là cái việc like share ít nhất với mọi người, đó là với chúng ta, với một họa sĩ thì đó là một sự công nhận, đúng không? Đó là một cái sự công nhận vì họ thích họ mới share, đúng không? Còn cái chuyện có lý do để khác nữa thì mình không biết. Tuy nhiên cái vấn đề ở đây, tức là ngành tranh digital này, là digital painting này, và các cái hình thức media thuộc về digital á, thì mình nghĩ rằng là nó là một cái thuận lợi khi chúng ta có thể đăng tác phẩm điện, ta không cần chụp tác phẩm, đúng không? Khi là những cái tác phẩm, những cái chất liệu khác thì mình vẽ rồi mình phải chụp, mình phải xử lý tất cả. Còn cái digital này, chúng ta xong một cái thì cái nền tảng media nó là một cái điểm thuận lợi để cho chúng ta có thể nói vui là phát tán cái, hoặc là chia sẻ
thành quả lao động nghệ thuật sáng tạo của mình, thì đầu tiên đó là một cái thuận lợi mang tính tích cực, thì nó cũng là một cái niềm vui. Tuy nhiên thì rõ ràng khi chúng ta thấy được là cái gì nó thuận lợi quá thì nó cũng sẽ mang lại những cái phiền phức nhất định. Và đôi khi chúng ta đưa một cái tranh, vài câu status hoặc là một vài cái dòng thuyết trình nó không đủ để cho người khác hiểu được là ý tưởng của tác giả, hoặc là của một bạn trẻ, của một họa sĩ trẻ, hoặc là của một bạn sinh viên, hoặc là của một người mới bắt đầu, thì với cái điểm nhìn như thế nào hoặc là xây dựng tác phẩm như thế nào, chúng ta ít có cái điều kiện được nói, được chia sẻ đó. Do đôi khi chính vì điều đó nó cũng mang lại những cái phiền phức, và có thể là có những sự hiểu lầm, hoặc là những cái nó mang tính sau đó thì nó cần phải giải thích thêm, thì nó cũng là những cái phiền phức. Mà nhưng mình cũng thích cái ý tưởng của Nhàn, đó là chúng ta cố gắng là trung hòa, tức là cái việc mà vẽ tranh là quan trọng, rồi sau đó cái chuyện là share nó tới sau, thì cái tích cực hoặc là cái cũng chưa tích cực lắm thì nó là hai mặt của một vấn đề cũng tồn tại. Thì nghĩ đó là một cái điểm mà chúng ta ghi nhận ở đây. Và cũng là một cái ý nữa, ý nhỏ thôi, tức là cái sở dĩ trở lại cái câu chuyện là hồi nãy là những cái tác phẩm digital nó được chú ý hơn ở bên ngoài á, là do mình nghĩ rằng là cái sức hút của nó trên mạng truyền thông, tích cực cũng có, tiêu cực cũng 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 không thiếu, thì nó cũng mang lại ít nhất nó có một cái giá trị là nó làm cho người ta chú ý nhiều hơn tới cái mảng này, và nhiều bạn đã đi tìm ra được cái con đường phát triển cái nghề này, hay là cái ngành này, cái niềm yêu thích này, có thể là sau những cái sự việc, hoặc là sau được những cái chia sẻ của mọi người, thì lại tìm ra được chân ái của mình, hoặc là tìm ra con đường của mình nữa, đúng không? Cho nên là cái việc mà tỉnh táo đó, cái hashtag ở đây tỉnh táo, thì mình nghĩ rằng là nó là một cái cụm từ tốt để cho mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ phát triển cái hoặc là giới thiệu cái tác phẩm của mình như thế nào để cho nó rõ ràng hơn, nó đẹp hơn, và nó đến được với nhiều người hơn. Anh nghĩ vậy. Cảm ơn em. Ok, mình sẽ bắt đầu với một vài câu hỏi của các bạn gửi đến chương trình trong cái buổi livestream ngày hôm nay ha. Thì câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Trần Minh Long, câu hỏi được gửi đến anh Nhàn. Em thấy anh đang trên đỉnh cao của sự nghiệp nhưng anh lại chọn ở ẩn. Tương lai của anh có định hoạt động trở lại không ạ? Một câu hỏi Hãy đọc về lại về câu hỏi anh ơi. về Nghe gì nghe nhà gì nghe 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 nhân nhã nghe nghe quá bạn hỏi. nhân nhã quá nhà nghe không kịp. Rồi, câu hỏi gửi đến anh Nhàn nha, của bạn Trần Minh Long. Em muốn hỏi anh Nhàn rằng em thấy anh đang trên đỉnh cao của sự nghiệp nhưng anh lại chọn ở ẩn là về quê đó Nhàn. Tương lai anh có định hoạt động trở lại không ạ? À? Cảm ơn câu hỏi của em. Mình Trần Minh Long hả? Đúng rồi. Bạn không có để dấu cho nên là mình không biết là mình có đọc đúng không, nhưng là như vậy. Thì anh đang ở đỉnh cao của sự nghiệp hả? Nghe nghe sợ quá. Thì mọi người nhìn sao chứ, nhưng theo Nhàn thì Nhàn thấy Nhàn vẫn bình thường, còn việc ở ẩn thì anh vẫn làm việc, công việc vẫn bình thường chứ không phải là không làm gì, trốn luôn không làm gì. Hey, cái đó không biết. Công Nhắn việc tin không trả vẫn làm việc hàng ngày. Còn tương lai cái này là do anh không chia sẻ lên lời. không chia sẻ công việc lên mạng nên mọi người sẽ không thấy được, là thấy im im hả? Không biết anh sao rồi, không thấy đăng xây tết gì hết. Kiểu như mình có nhiều việc quá thì mình không có đủ thời gian để chia sẻ lên mạng. Còn hoặc là khi mình, cái này hai trường hợp ha, hai trường hợp mà anh thường gặp với anh và nhiều người khác, là khi họ có nhiều việc quá thì họ cần phải tập trung làm những cái công việc đó cho tốt và họ không có muốn chia sẻ gì cả. Còn khi họ rảnh rỗi á, họ không có việc thì họ sẽ Không có chia gì sẻ để chia nhiều. Không, sẻ. họ chia sẻ nhiều để họ tìm cái việc tới.
họ tìm việc về Ừ. như vậy. Thì nó cũng thời gian sao ta, nó cũng lặp lại lặp tới lặp lại gì đó, 1 2 tháng, 1 2 năm thì nó cũng ẩn thực hiện, ẩn thực hiện hoài. Có một khoảng thời gian là ẩn hiện là do anti-social đúng không? Cảm thấy mệt mỏi chung. Không phải mệt mỏi mà là không không muốn làm gì, Ừ. không muốn nói gì, Kể chỉ làm việc của mình cả bạn mời đám cưới cũng không trả lời luôn sao? thôi. Vậy là trong câu trả lời là chắc là Long cũng yên tâm là một ngày đẹp trời nào đó thì anh Nhàn sẽ quay trở lại đúng không? Có nghĩa là anh Nhàn vẫn làm việc, nghĩa là anh Nhàn chưa đang tích lũy, đang ở trong cái giai đoạn tái tạo, làm mới và tích lũy Anh Nhàn sẽ không có boss thường xuyên như hồi xưa nữa thôi, nhưng mà anh Nhàn vẫn làm việc. Biết đâu đó là khi các bạn dạo nhà sách hay là ở đâu đó thì sẽ thấy tác phẩm của anh Nhàn. ha. Rồi, cũng là một câu hỏi liên quan tới Nhàn. Quay Yeah. lại cái câu hỏi của chương trình thôi. Nghe đồn là Nhàn lái xe rất là chậm mà hay bị lạc. Tôi không hiểu tại sao lái chậm mà vẫn bị lạc. Những cái lúc bị lạc như vậy là có phải là Nhàn không biết là Nhàn đang ở đâu không? Thì điều đó nó có đúng với cái quá trình vẽ của Nhàn hay không? Nên lái xe chậm và đi lạc thì có thiệt, cái này nhiều lắm. Đi chậm đi nhanh thì cũng bị lạc thôi à. Chuyện bị lạc nó không liên quan với chuyện mà tốc độ đúng không? À. Nhưng còn vẽ thì sao? À, vẽ thì sao hả? Ừ. Câu hỏi này ý sao em chưa hiểu. Ví dụ như là khi mà Nhàn lái xe thì sẽ có lúc Nhàn bị lạc, thì không biết là khi mà trong quá trình học vẽ của mình hay là trong cái quá trình mình vẽ đi suốt cái chặng đường mà Nhàn hoạt động ở trong lĩnh vực này, thì Nhàn có bao giờ cảm thấy là mình bị đi lạc không? Hoặc là mình đang không biết mình đang ở đâu, mình đi lạc, mình bị mù đường, mình phải lần mò. Cái lạc thì nhàn nó thiệt là chắc nhàn đã bị lạc rồi đó. Thì hồi đó thì mới bắt đầu thì nhàn thích vẽ truyện tranh, thích truyện tranh thôi, tập vẽ truyện tranh trắng đen, vẽ bút bút sắt. Rồi khi nhàn đi lên thành phố thì nhàn có bắt đầu làm thêm việc vẽ minh họa, rồi thi đại học thì đi học ngành thiết kế. Nó không có liên quan gì hết. Rồi từ từ cái bỏ truyện tranh luôn, quên truyện tranh luôn, chuyển qua minh họa và thiết kế luôn hả. Nhưng mà cái nhà nghĩ cái đó là không phải đi lạc, mà là được tìm đúng cái hướng đi hơn, cái hướng đi hợp lý cho mình hơn, cho bản thân hơn. Thì quanh quẩn thì cũng là vẽ nên cũng không sao, Cũng lạc không đường xa lắm đúng không? lạc nhưng tìm thấy con đường mình đi đúng. Giống như hôm bữa thì mình cũng có nói là cái việc mà những cái bài học mình học ở trong cái quá trình trưởng thành của mình đó, nó không bao giờ là vô nghĩa hết. Có thể cái truyện tranh ngày xưa Nhàn vẽ nó sẽ bổ trợ được một phần nào đó khi mà Nhàn làm minh họa, hoặc là ngược lại, nó sẽ bổ trợ cho cái việc làm thiết kế chẳng hạn. Không biết Ân thì sao, cái quá trình đi lạc đó có xảy ra với Ân không? Lạc thì không có nhưng mà rẽ hướng thì nhiều. kiểu kiểu Thật ra thì anh nói đi. à không, em chỉ ghẹo tí xíu là kiểu kiểu đang vẽ sơn dầu lâu lâu làm in khắc kẽm chẳng hạn đúng không? Thật ra đó đó là những cái lúc mà cá nhân anh đánh giá thì hành trình của mình nó khá là giống nhàn. Tuy nhiên là Ân không có tiếp xúc với digital sớm như nhàn, nhưng mà cái hành trình của mình là qua cái hội họa truyền thống. Nhưng mà sau đó thì dạ thì giống như nhàn nói đó, nó rẽ hướng, nó có những cái khúc cua mà mình nghĩ nó là những cái khúc cua đáng giá, là khi mà mình thấy được là chúng ta có cái khả năng về vẽ
rồi thì digital nó là một cái phương tiện mà, hoặc là nó là ban đầu thì nghĩ nó là một trạm dừng, nhưng mà chính cái trạm dừng này nó cho mình thấy được rằng là tôi đang có những cái năng lượng và tôi đang tiêu xài cái năng lượng đó cho một thứ gọi là digital. Và painting nó chỉ nó khác nhau về mặt chất liệu, nhưng mà chính cái khác biệt đó nó làm cho mình vỡ lẽ ra được rằng là à, thế thì cái chất liệu này nó cũng hay, máy móc nó có thể bổ trợ thêm cho chúng ta nhiều cái hiệu ứng hoặc là nhiều cái hình thức khác, mà về cơ bản nó đáp ứng được những cái yêu thích của mình về hội họa ví dụ như vậy. Thì đó là một cái rẽ hướng, nó cho mình giống như là đi sâu qua một con hẻm thì mình phát hiện ra một cái đường nó gần hơn, và hoặc là nó ít xe hơn hả An hả, hoặc là nó có một cái khung cảnh mà mình nào giờ mình đi tìm mà mình chưa thấy. Thì trở lại với việc mà mình bắt đầu học vẽ như thế nào và mình bắt đầu digital như thế nào, thì những cái kinh nghiệm hoặc là những cái trải nghiệm từ những cái ngành khác nhau hoặc là những ngành học khác nhau, đến một lúc nào đó mình tin rằng là nó sẽ là một cái trợ lực cho mình, cho nhà, hoặc là mình cũng tin rằng là cho các bạn nữa, là làm phong phú hơn cho cái sự nghiệp vẽ digital của mình. Tóm lại nó là một cái rẽ hướng, rẽ hẻm, rồi sau đó ra một con đường lớn. Lâu lâu mình đi lách lách một chút xíu để tránh kẹt xe đúng không? Thật ra là nói chuyện đi lạc thì mình nghĩ cũng không hẳn là lạc ha. Các bạn vẫn giữ được cho mình là làm việc ở trong cái ngành mỹ thuật thôi. Ngày xưa bắt đầu của mình cũng là vẽ truyện tranh. Cũng ước mơ làm họa sĩ truyện tranh, thì sau đó thì không biết là rẽ vào con đường truyền thống từ lúc nào cũng không hay, sau đó lại sao truyền thống lại bắt đầu mày mò với digital painting. Thì mỗi cái chất liệu nó đều có những cái hay riêng, và với một cái người, mình nghĩ là với những người hiện đại như tụi mình thì nó sẽ không có bị giới hạn bởi chất liệu, mà chất liệu chỉ là cái công cụ để mình hoàn thành cái suy nghĩ, cái idea của mình thôi, hoặc là làm một cái gì đó. Ok, cũng Nhờ chúng ta lạc nhờ nhờ chúng ta sorry em mình ghẹo tí xíu, tức là tiếp. nhờ chúng ta lạc đường, mỗi người có một cái rẽ hướng lạc đường nhau, cho nên là mình mới gặp ở ngã ba đúng không, Đúng rồi, mình mới mình có gặp cơ ở hội gặp đây. nhau. Mình gặp ở CMA ha, mình có cái câu chuyện của các bạn đồng nghiệp dễ thương đáng mến Hồ An, Thanh Nhàn hoặc là những bạn khác sau này nữa, thì đó là một cái nhờ cái rẽ hướng như vậy thì mình lại được gặp nhiều con người hơn, mình được học nhiều hơn từ các bạn. Nói theo hệ tâm linh một chút xíu thì đó là duyên. Vũ trụ đã dắt chúng ta đi đúng không? Vũ trụ đã dắt chúng ta đi và chúng ta tìm thấy nhau. Thì theo ân thì không biết là trong những cám dỗ mà người họa sĩ digital painting thường gặp phải là gì? À, con này khó ha. Nhàn ơi, cám dỗ là gì Nhàn Dỗ, ơi? cám dỗ, hẹn hỏi cám dỗ là gì? An đưa một cái câu khó cho mình trước, nãy giờ cứ là hỏi Nhàn trước xong rồi hỏi ân có dịp để ân suy nghĩ, ân có dịp để nghe Trang trả lời xong suy nghĩ, nhưng mà tự nhiên giờ đưa câu hỏi khó quá, cám dỗ là gì hả? Đá qua đá qua lại cho nó có sự công bằng. Đã cho tôi khó vậy. Ân nghĩ vậy nè, cái chuyện mà cám dỗ á, nó là thực ra dùng từ cám dỗ thì nó hơi sợ sợ tí, nó hơi gai gai một tí, nhưng mà cái việc mà bắt đầu mà vẽ đó, như nãy ân có đề cập một cái góc độ là media hoặc là cái internet hoặc là những cái mà về digital á, nó cho mình nhiều cơ hội và đồng thời nó cũng mở ra cho mình những cái hướng nhìn khác nhau. Và khi mà mình nhìn tới nhìn lui như vậy á, hoặc là mỗi ngày mình lướt 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 đều thấy, và nó ảnh hưởng tới cái digital, cái cách vẽ của mình á, thì em nghĩ có hai cái là bản thân ân đã gặp rồi, đó là cám dỗ của ân. Thứ nhất đó là cái việc mà mình chạy theo những cái gì mà người khác thích. Dĩ nhiên mình lúc mà mình mới bắt đầu vẽ thì mình sẽ phải thử nhiều cái style khác nhau để tìm ra cái nào mà mình thích. Rồi về công việc nữa vậy, việc kiếm job cũng vậy, hoặc là nó phải có đầu ra cho những cái sản phẩm của mình khi mà mình học đúng không, thì nó cũng là một cái thiết thực khi mà mình vẽ những cái người khác thích.
Nhưng mà đôi khi cái việc mà đã có một cái thời gian người khác thích gì, ở ngoài kia đang thích gì, cái gì nó đang là trend, cái gì nó đang hot, Nhàn đang vẽ gì, An đang vẽ gì, tại sao Nhàn mà ngàn mấy like, An là 900 mấy like mà tôi có nhiêu đó like, ví dụ như vậy. Thì cái việc mà người khác thích gì và mình chạy theo cái đó, đến một lúc mà mình thế thì tôi thích gì, mình muốn gì, thì mình hơi chơi vơi trong lúc đó. Thì mình nhìn lại cái quá trình mà mình thấy là mình chỉ vẽ cái người khác thích thôi, thì đó là một cái để làm cho mình cảm thấy mình hơi chệnh choạng một tí trên cái hành trình của mình. Đó đó cũng là một cái thôi, mình cũng coi như đó là cái cám dỗ đi ha. Thì cái thứ hai nữa là cái việc mà chúng ta có tư liệu, mình nhớ các thầy mình hồi xưa ha, An Nhàn cũng vậy, là đi đi rất là nhiều, họ đi họ vẽ rất là nhiều, hoặc là các anh chị thiết kế, hoặc là đã thành danh đó, họ trải nghiệm rất là nhiều. Hôm nay thì họ thấy là đi Sapa một châu, hôm thì đi chỗ này chỗ kia để họ trải nghiệm những cái tông màu mới, những cái kiến thức mới, để khi mà mình thấy là họ bỏ vô tác phẩm rất là nhiều những cái trải nghiệm đó, thì mình thấy ồ đó là hay quá. Nhưng mà cũng có một lúc thì mình thấy là mọi thứ về digital thì tư liệu hay là những trải nghiệm đó, nó có thể bằng một cái click chuột là nó đã có rồi, và cái nguồn tư liệu nó khá là dễ dàng cho chúng ta tìm kiếm và đưa nó vô tranh. Nhưng mà đó một lúc nào đó thì nó lại là một cái trở ngại khi mà thấy được là chúng ta bị lệ thuộc quá nhiều vào những cái tư liệu sẵn có, đôi khi mình không phân định được, hoặc là đôi khi cái thời điểm trước đây khi mà mình còn trẻ hơn á bây giờ ít trẻ rồi, thì khi mà mình vẽ vậy mình bị lệ thuộc vào những tư liệu đó, tức là mình nghĩ như vậy là đủ rồi, và thực ra nó đủ thật. Nhưng mà đến một lúc đó thì mình thấy là mình bị cạn kiệt, mình bị trống rỗng, và đôi khi cái tư liệu của mình nó lại giống giống chỗ nào đó, thì cái digital nó hay bị cám dỗ ở những cái chỗ đó. Cho nên là cái việc mà một họa sĩ digital có thể ở Sài Gòn rồi sau đó đi vào làm một chuyến ở Cần Thơ lấy tư liệu, ví dụ như vậy, hoặc là một cái trải nghiệm mới, nó thoát ra khỏi cái phạm vi của một màn hình, cái giao diện của một màn hình, mặc dù chúng ta đang nói về câu chuyện digital đúng không, thì đó là một cái để cố gắng thoát ra khỏi cái cám dỗ mà mình đã từng bị. Thứ nhất đó là việc mà mình chạy theo người khác này, mình chạy theo ở ngoài kia thích gì, mình không quan tâm tới là mình thực sự đang muốn gì. Nhưng mà ngược lại thì tôi chỉ vẽ cái tôi thích thôi, thì nó cũng là một cái cũng cái mệt đúng không, đó là có nghĩa là mình đang thiếu cái sự kết nối, mình thiếu một sự kết nối và mình thiếu sự cân bằng đó. Thì đó là, rồi cái thứ hai nữa là bị lệ thuộc vô cái nguồn tư liệu đã có sẵn ở đâu đó trên mạng rồi. Thì hai cái đó là với Ân thì tôi nghĩ đó là một cái trở ngại hoặc là một cái cám dỗ cũng được đó. Thì với suy nghĩ của Ân là vậy, còn không biết là Nhàn Nhàn đang thì tóc chắc là cau câu chuyện mở cửa sổ ra, có chó có mèo, có chim có hoa có lá, có Cần Thơ thì có vui ha. Nhàn ơi, cám dỗ của Nhàn là gì kìa? Mình nghĩ là các bạn đang rất là muốn chờ. Mà thiệt ra mấy năm mình làm việc với nhau ở Hồ An với ha, mình ít khi nghe Nhàn nói về cám dỗ. Toàn là nói những gì tích cực, những thứ đẹp đẽ không. Giờ Thực muốn ra nghe cám thử coi dỗ cám dỗ mà của Nhàn trong thế nào. cái xã hội này nó nhiều lắm, không chỉ với họa sĩ nữa. Bây giờ mình cũng muốn cắt ngang nhàng chút xíu sorry các bạn, tại cũng đang mắc nói thì với cám dỗ thì giống như Ân nói là cái việc mà cái nguồn chia sẻ nhiều quá trên mạng, hình ảnh này nọ họa sĩ dễ bị lệ thuộc á, thì nó cũng có một cái tiêu cực hiện đang xảy ra luôn á, thì các bạn sẽ không nhìn được thực tế cái chuyện mình đang vẽ nó là cái gì, không cầm nắm sờ ngửi ngoài cái nhìn bằng mắt, mà thậm chí là cái Dạ, nhìn đúng rồi. bằng mắt qua cái màn hình của người khác, đó là một cái góc nhìn của người khác chụp lại, thì cho nên mình nghĩ nó không phải là thực sự cảm xúc của riêng cái bạn đang tiếp nhận cái nguồn tư liệu đó. Đó là cái cách mà mình khai thác tư liệu thì vẫn nên tới thực tế, thì mình nghĩ cái cảm xúc nó sẽ khác hơn, mà đôi khi cái góc nhìn, cái kinh nghiệm của mình nó sẽ dẫn tới cái việc là mình quan sát cái điều đó ra một cái khác mà không phải bị định hướng bởi người chụp đi trước.
Ngoài ra đó là về cách lấy tư liệu, còn cái cách mà cái việc mà Pinterest phát triển nè, rồi Google hình ảnh, tất cả mọi thứ, thì cái việc mà tiếp cận giữa các họa sĩ với nhau nó cũng khá là dễ, là mình xem ạc của nhau nó cũng dễ. Đôi khi mình thấy bạn này đang đang trend quá, bạn này đang nhiều like quá, đôi khi mình sẽ bị ảnh hưởng bởi bạn đó, và ảnh hưởng là nhẹ nhàng, đôi khi còn lấy đi lấy lại rồi xào nấu cái tác phẩm của người khác để trở thành cái của mình, thì nó cũng hạn chế đi cái khả năng sáng tạo của các bạn. Đôi khi nó sẽ giúp các bạn nổi tiếng theo kiểu không tích cực lắm. Thì Nhàn cũng có lần được nổi tiếng theo kiểu đó đúng không Nhàn? Hot không, đây là một chủ đề rất là hot. Nhàn từng bị bóc phốt Ừ, mình cũng hơi ngạc nhiên khi mấy mình biết cái bạn. câu chuyện đó, nhưng mà thôi để Nhàn đã cho bị bạn bạn cám bạn dỗ bạn và đã bị bóc phốt. khai Chương trình hôm nay để có một sự tiết lộ giật gân. Sao Nhàn có thể chia sẻ câu chuyện đó của Nhàn không? Câu chuyện Nhàn đã bị bóc phốt như thế nào? chia sẻ hả? Ngại Không. không? Không. Thì mình sẽ kể lại cái trường hợp mình gặp phải là khi về việc mình sử dụng tư liệu đó, là khi mình chia sẻ một cái lúc còn đi học, còn đại học chứ không phải là bây giờ. Hồi đại học ơi. Hồi đại học thì còn đại học đó, mình chia sẻ một cái bài vẽ, mình có tham khảo ảnh chụp lên Facebook. Đó là cái bức tranh về nhạc sĩ Phạm Duy đang đi trên đồng, mình vẽ để làm bài art book ở trường năm năm thứ hai. Thì tình cờ bác tác giả của bức ảnh chụp đó thấy, và ông yêu cầu mình phải xóa đi vì nghĩ rằng mình đã dùng Photoshop, dùng thủ thuật gì đó để xử lý cái bức ảnh đó và sử dụng nó. Thì sau khi mình và những người bạn biết mình có giải thích là cái bức tranh đó là hoàn toàn là mình vẽ lại bằng Photoshop, dùng cọ để vẽ và chỉ sử dụng cho mục đích là học ở trường chứ không có cái mục đích thương mại nào khác, thì nên mọi chuyện cũng qua êm. Thì qua cái chuyện này thì mình có một vài ý muốn nói là khi còn học, trong quá trình học thì mình có thể thoải mái vẽ này vẽ kia, có thể tham khảo tài liệu, tư liệu, tranh ảnh, hoặc là có thể cả chép lại những cái tranh mà mình yêu thích của những họa sĩ nào đó mà mình thấy thích nữa, để rèn luyện cho cái kỹ năng của mình, cái khả năng vẽ và truyền tải chất liệu chẳng hạn. Thì nhưng việc việc mình cần chú ý là khi mình đưa cái bài vẽ đó, cái bài học đó lên cộng đồng thì mình phải đưa như thế nào, mình có nên mình suy nghĩ trước là mình có nên cân nhắc cái việc ghi nguồn cho đó, nguồn mà mình đã tham khảo để vẽ, hoặc là xin phép những người có liên quan. Ví dụ như mình vẽ theo một cái bức ảnh chụp chẳng hạn, thì mình cân nhắc xem mình có nên xin phép họ không khi mình đưa lên mạng. Thì thực ra là mình cân nhắc trước khi công bố để giảm thiểu tối đa những cái ý những cái điều không hay có thể xảy ra thôi. Còn khi đi làm thì cái việc đó rất là cần thiết, là mình phải như thế nào vì nó có liên quan tới công việc với tiền bạc, hoặc là những cái dự án lớn thì nó sẽ rất, ảnh hưởng rất là nhiều. Ok. À, Nhìn chào còn em gì không? ơi. Chia sẻ. Người ta đang chuẩn bị nói tiếp mà mình ok cái mừng quá, thế là có được cứu cánh rồi. Nhàn nói tiếp đi Nhàn. Ân đang rất là chăm Nhàn chưa có chú. chia sẻ cái câu hỏi nãy của Ân á, là Ân đã chia sẻ cái cám dỗ của Ân là gì rồi, thì không biết là cái cám dỗ của Nhàn là gì. Thì nói về cám dỗ thì ai cũng nghĩ tới cám dỗ là cái tiêu cực dẫn cho mình tới cái xấu, nhưng mà Nhàn không nghĩ vậy.
Nhàn nghĩ cám dỗ là mình đi theo cái đi theo cảm thấy gì? Với nhàn đi thì cám dỗ với nhàn không phải là chạy theo cái xu hướng, cái được nhiều người thích, mà là mình thích cái máy móc nè, tìm hiểu về máy móc, về công cụ, về các phần mềm đồ họa để phục vụ cho cái công việc, cái việc vẽ của mình. Ví dụ như nhàn chỉ tới bây giờ thì nhàn vẫn dùng Photoshop CS5, nhưng mà năm nào cái Photoshop đã cập nhật thì nhàn cũng tải về, nhàn cài và nhàn tìm hiểu coi nó có cái gì mới, cái gì hay. Còn cọ thì cũng chỉ xài vài cái tạo ra thôi, nhưng mà vẫn thấy người ta chia sẻ cái này cái kia thì mình nhàn vẫn tải về, và cuối cùng cũng lưu trữ cả một cái kho nhưng mà không có đụng tới. Cái đó Lâu gọi lâu dọc phần là mềm này phần mềm kia nữa đúng không? nhiều khi đói đói con mắt phải không? Giống như bây giờ mình thích mua họa cũ thôi, nó cũng vậy, đi ra tiệm mấy cái tiệm art supply là không bao giờ dừng lại được, nhiều khi Xong bây đem giờ về phát hiện để ủa cái này đó. mình mua rồi. Đúng Dạ rồi, đó đúng khi phát hiện ủa rồi. cái này mình mua rồi. Dạ đó bị cám dỗ thiệt. Mà có bỏ tiền ra để mua mấy đó không, hay là nãy nhà Ủa gì cọ là vậy? tự tạo được không? Có ý là ví dụ như cọ là tự tạo được nè ha, tức là câu chuyện là nhiều khi mình phát hiện ra là lâu quá mình không xài, hoặc là mình có ủa này mình có rồi mình tạo nên na ná như vậy, hoặc là mình bỏ tiền ra mình mua mấy cái app hoặc là mấy cái chương trình mới rồi xong cuối cùng nó không hợp á, xong rồi nhiều khi mình mua nào vậy mình cũng Em hay đoán luôn. là nhà nhàn Đâu có xài mấy cái mới cho bản xài free. thử mà. Nhưng Nói mà nó nặng không có xài nên bản lậu nhưng mà có xài rồi. Nhưng cuối cùng cũng quay trở về, bây giờ nhàn đang xài cái nền tảng nào nhỉ? xài Photoshop CS5. chỉ mỗi Photoshop thôi hả? CS6 có Không. xài không? Không. Lý do là tại sao vẫn còn trung thành với cái CS5 đó mà không update lên CC? Thấy cái CS5 nó vừa đủ mà nhẹ máy nữa, đủ chức năng, nó không cần thiết. Và mấy cái bản cập nhật bây giờ chủ yếu là xử lý ảnh hoặc là hiệu ứng nhiều không à, chứ nó không có phục vụ quá nhiều cho cái việc vẽ của mình, thuần vẽ, nên chỉ đủ xài cọ, vài cái cọ là đủ à. Rồi, vậy sao nhà không cân nhắc đổi một cái phần mềm khác kiểu như là Pentool hay là Lip Tiro? Lip cũng nó là Cũng dạng một phần mềm thuần vẽ. Clip Studio cũng vẽ cũng mò lắm, nhưng mà nó thấy nó hợp với vẽ những người vẽ truyện tranh, vẽ manga hơn. Còn mình vẽ kiểu digital, Painting, vẽ chất liệu á, thì Photoshop thấy hợp nhất. Ok. Mình nghĩ đó Cũng là cũng là một một gợi cái ý cho các bạn đúng câu hỏi các bạn có nhiều thắc mắc đó, cho nên mình cũng cố tình mình hỏi. không? Ân đang follow theo cái comment của các bạn nè. Nãy giờ hai ba bạn nhắn tin trên này hỏi là tại sao thầy Nhạc của con không có Không webcam có này, không con. có hiện mặt. Không có webcam này, Ôi, không có hiện mặt lên thông báo cho mấy bạn là thầy Nhàn có con nha, có hai đứa con, nè. hai con mèo. Vậy thì mình sẽ quay lại câu hỏi với các bạn gửi đến từ chương trình ha, của bạn Trần Thị Thu Nga gửi đến cho hai họa sĩ là Bảo Ân và họa sĩ Thanh Nhàn luôn. Em muốn hỏi là khi nào thì mình cảm thấy có thể kinh doanh các tác phẩm của mình, mở commission hoặc làm sao có thể tiếp cận được với khách hàng ạ? À, là hai câu hỏi tách biệt ha. Thêm một câu tiếp theo là do em hiện là một người trái ngành nên em hơi mông lung khi muốn quảng cáo bản thân ạ. À, À, con này chắc phải nhờ nhàn quá. rồi, ý của bạn là sẽ có 3 ý. Đầu tiên là Ừ. bắt đầu kinh doanh là khi nào mình cảm thấy mình có thể kinh doanh tác phẩm, mình có thể mở commission được. Rồi Commission. làm sao để tiếp cận được khách hàng. Đó là tại vì bạn là người trái ngành cho nên cái việc tiếp cận khách hàng đối với bạn đó là một cái việc khá mông lung và khó khăn. Thì làm sao để tìm 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 việc
Mình nghĩ với câu hỏi của bạn là không hẳn là tìm Vẽ việc. theo yêu cầu, vẽ Đúng theo yêu rồi, cầu phải vẽ theo yêu cầu, không? làm freelance là nhiều, thiên về freelance. Thì hồi đó Nhàn cũng mới bắt đầu vẽ thì Nhàn cũng up tranh rồi người ta sẽ thấy thích thì họ sẽ liên lạc, họ yêu, họ nhờ vẽ theo yêu cầu của họ thì cái đó gọi là vẽ theo yêu cầu chứ không có phải chờ khi nào cả, cứ cứ vẽ được thì chia sẻ thôi, họ thấy thích hoặc là xấu đẹp gì cũng lúc đó thì cũng đã là đang là trong quá trình của mình, xấu là bây giờ nhìn lại nè. thường thường Đấy. commission đó thì khách hàng sẽ tự tìm đến với mình theo cái Họ kiểu là thích. người ta thấy đúng là cái gu của mình đó, cái cách của mình vẽ mà người ta cảm thấy là phù hợp với người ta thì người ta sẽ tự liên hệ với mình. Thì cái việc đầu tiên chắc là phải vẽ nhiều và thể hiện được cái gu thẩm mỹ, cái gu tranh của mình như thế nào. Ngoài ra thì bạn có thể đăng để tiếp cận khách hàng, thì các bạn có thể đăng lên những cái nền tảng mạng xã hội, ví dụ như là Facebook, Instagram, Behance, rồi ActStation, rồi cả Fiverr nữa. Đó là những cái mạng xã hội mà khiến các bạn có thể kiếm được, tiếp cận được với client, tới khách hàng của các bạn. Thực ra nhiều họa sĩ minh họa hiện tại cũng bắt đầu từ trái ngành mà, nên các bạn cứ thể hiện bản thân thôi. Và mạng xã hội đó là một cái cách mà các bạn dễ dàng để tiếp cận với mọi người nhiều hơn. Có thể tham gia các group, các nhóm, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, kỹ năng vẽ. Nhìn có ý này nữa, không phải là chỉ là trên mạng xã hội mà mình vẽ theo yêu cầu thôi, còn ngoài nữa, giống như mình còn đi học thì mọi người biết mình biết vẽ nè, họ sẽ cũng Đúng sẽ rồi. nhờ mình vẽ, nhờ nhờ đó, nghe nhờ đó. Có đấy chị. Đến một giai đoạn nào khác thì nhờ cần phải có chi phí. Thật ra là bây giờ mình vẫn lâu lâu vẫn nhận được những cái lời đề nghị nhờ vẽ không có chi phí. Từ chối nó rất là mệt mỏi. Bản thân mình mà hiền hòa quá thì mình từ chối cũng khó. Nhưng mà giờ thì hết rồi, không còn nhận cái chuyện đó nữa. Còn mới có trả lời con ý hai Là hai ý là cách mà mở cơm lúc nào là được và tiếp cận khách hàng như thế nào là được. Thì đó là cái cách mà An nói ra, thì không biết là Nhàn có cách tiếp cận nào khác nữa không, khi mà tiếp cận được với khách hàng. Nhàn có nói một ý là xung quanh đúng không, khách hàng là đúng người xung mà quanh. Khách hàng là những người xung quanh bạn. Đúng rồi, gần như là 80% khách hàng của mình đến từ những người mà quen giới thiệu, hoặc là những người bạn lâu lắm rồi. Họ vẫn có thấy Facebook của mình thôi, và nhưng mà họ không có nói chuyện, nhưng mà khi mà họ cần họ vẫn nhớ tới mình. Là có nghĩa là mình đã xây dựng được một cái hình tượng cá nhân, khi mà người ta nghĩ tới cái việc đó là người ta sẽ nghĩ tới mình. Đó là một cái việc mình nghĩ nó rất cũng khá là quan trọng. Mình cũng chia sẻ thêm một ý với bạn bạn Nga phải không Hội? Đúng rồi, Trần Thị Thu Nga. Mình chia sẻ với Thu Nga thêm một ý nữa, đó là hiện nay thì các cuộc thi ấy, nó cũng là một cái kênh dễ tiếp cận cho những cái ý tưởng mới, những tính cách Kiểu như mới, những cái sáng tạo mới, đúng không? Thì cái việc mà mình nghĩ rằng là từ cái gợi ý của bạn An với bạn Nhàn đó là việc mà chúng ta tiếp cận với media, với mạng xã hội nhiều hơn thì mình cũng sẽ thấy được những cái cuộc thi nó được tổ chức thường xuyên ở những đơn vị, ví dụ như CMA thì 3 năm vừa qua chúng ta có đi Open, năm nay thì thay bằng chuỗi talk show chia sẻ câu chuyện, rồi tức là năm sau chúng ta sẽ quay lại cũng vài tháng nữa thôi, chúng ta gặp lại cái câu chuyện một cái cuộc thi hoặc là ở những đơn vị bạn khác, các anh chị khác, thì nó cũng là một cái cách để chúng ta giới thiệu bản thân của mình và cũng là một cái cách để mình xem thử rằng là nếu hôm nay chúng ta chưa may mắn được giải hoặc là chúng ta chưa được tiếp xúc nhiều, tiếp cận nhiều lắm, thì mình sẽ biết được là như thế nào để cho các tiêu chí nào để cho những tác phẩm nó được giải hoặc là nó được người khác công nhận hơn, thì mình mới bắt đầu mình vạch ra một cái lộ trình cho mình. Ví dụ mình đầu đầu tư nhiều hơn về màu sắc này, mình đầu tư nhiều hơn về hình này, mình đầu tư nhiều hơn về bố cục, mình đầu tư về chất liệu, hoặc là mình đầu tư nhiều hơn về chủ đề, thì nó sẽ có một cái con đường nó rõ ràng hơn. Thì cuộc thi ha, là một cái những cuộc thi là một cái gợi ý khá là thú vị. Ngoài ra thì quá trình mà mình học á, mình vẽ rất là nhiều thứ. Mình tin là bạn bạn trái ngành, bạn bắt đầu bạn học thì
bạn đi học ở ở trường, hoặc là bạn đi học ở trung tâm nào đó, hoặc là bạn tự gọi là đào luyện cá nhân á, thì bạn vẽ được rất là nhiều thứ. Nhưng mà thử mình làm một cái challenge, một cái thử thách nhỏ nhỏ, là mình làm một cái chuỗi tác phẩm nó liên tục với nhau, nó có liên quan với nhau về câu chuyện, về nội dung, hoặc là mình thử mình minh họa một câu chuyện nào đó mà mình thích, rồi mình có thể đóng gói nó lại thành một 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 tuyển tập, ví dụ như vậy. Và cái việc mà mình gửi tới các nhà xuất bản, mình không chắc rằng là nó có phản hồi ngay lập tức, nhưng mà đâu đó thì đôi khi may mắn, hoặc là cái nhờ cái cố gắng của mình thì cũng có thể lọt mắt xanh một một biên tập biên biên tập nào đó, hoặc là lớn lúc nào đó thì họ họ sẽ liên lạc với mình. Thì cá nhân mình thì mình gặp ở mình gặp câu chuyện này ở bản thân mình, thì mình chia sẻ với bạn như vậy, có nghĩa rằng là chúng ta tận dụng mọi cái cơ hội có sẵn ở bên ngoài, sẵn ở trên mạng, và cơ hội của bản thân mình tự tạo nữa, thì nó sẽ là một cái. Và mình hy vọng được là chúc bạn có một cái hành trình đẹp hơn trong tương lai ha, về đối với digital painting. Cảm ơn nha, trả lại cho Hồ An. Mình biết là Ân cũng là một họa sĩ vẽ tranh truyền thống, sau đó mới bắt đầu chuyển qua digital painting, thì mình thấy là cái câu hỏi của bạn chắc là hùng vũ, tại vì bạn không có vũ hùng, mình thấy bạn không có để giấu. Thì bạn có hỏi một câu là em muốn học digital painting nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, lộ trình như thế nào, và khi học xong thì có thể đi làm ở đâu ạ? Chắc là câu trước thì sẽ dành cho Ân và cái phía sau sẽ dành cho Nhàn. Thì là không biết bắt đầu từ đâu, lộ trình như thế nào. Mình nghĩ Ân cũng là một người từ hội họa truyền thống chuyển qua digital painting, và đang hoạt động song song cả hai. Thì chắc là Ân sẽ có cho bạn một câu trả lời nó phù hợp. Giá như mà cảm ơn, đầu tiên cảm ơn em, cảm ơn Hùng Vũ ha, An hả, Vũ Hùng. Vũ Hùng. Vũ Hùng. Dạ thì cảm ơn Hùng đã có cái chia sẻ với cái trải lòng như thế. Nhưng mà giá như trong câu hỏi thì mình biết hơn, là mình có thêm thông tin là em bao nhiêu tuổi, hoặc là em đã đi học ở trường đại học nào chưa, hoặc là em đang học ngành nào á, thì mình nghĩ là câu trả lời nó sẽ đi vào cụ thể hơn dành cho em. Nhưng mà với bắt đầu á, thì mình thấy rằng là bây giờ các cái trường, hoặc là ví dụ như ở các trường đại học này, là cũng cũng đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới cái ngành vẽ về digital, mặc dù là nó có thể lồng ghép ở trong cái mảng thiết kế, ví dụ như vậy, như như là bạn bạn Nhàn đã đi học đó, hoặc là An, hoặc là mình. Ngoài ra thì những cái trung tâm khác, hoặc là ở Viện Truyền tranh và Hoạt hình, cũng có hẳn một lộ trình dành cho digital, tức là dành cho những bạn mà mới bắt đầu, chúng ta chưa biết gì cả, tức là vào trong đó thì chúng ta sẽ làm quen với cái việc mà vẽ tay, những cái kỹ năng cơ bản của sketch này, của bố cục cơ bản, của màu sắc cơ bản, của các chất liệu hội họa cơ bản. Rồi song song với đó thì chúng ta sẽ làm việc với digital, chúng ta lên máy, chúng ta phát triển những cái kỹ năng song song giữa việc mà tư duy vẽ tay và kỹ năng vẽ máy. Đó là một cái lộ trình trong vòng 6 học kỳ, thì đó là đối với Viện Truyền tranh Hoạt hình, một cái câu trả lời rõ ràng nhất dành cho em đó. Thì em có thể liên hệ tới Viện Truyền tranh Hoạt hình, thì phòng giáo vụ sẽ chia sẻ nhiều hơn, rõ hơn cho em về lộ trình. Còn nếu mà em đã bắt, đó là việc mà mình đã có một, đã học ở một trường khác, ở một trường đại học khác, một ngành khác, mà em bắt đầu với ngành digital mà mình chưa biết vẽ gì, đó là dành cho câu trả lời đó, dành cho câu hỏi. Thì ngoài ra thì nếu mà em cảm thấy là em đang đi làm việc, Hùng đang đi làm việc ở bên ngoài rồi, đã có công việc làm rồi, và đó là một cái công việc ổn định, và em muốn trải nghiệm, bắt đầu là với sự trải nghiệm, thì có thể tự học cũng được. Mình nghĩ rằng là đó cũng là, mặc dù là nó hơi khó một tí, nhưng mà mình nghĩ là nó cũng là một trải nghiệm thú vị, bằng cách là mình đầu tư máy này, ví dụ như một cái laptop, một cái bản vẽ vừa vừa, một cái bản vẽ, hoặc là nếu mà bạn đã có iPad sẵn rồi mà có thể cài những cái phần mềm như Procreate, thì chúng ta, hoặc là những cái phần mềm vẽ như nãy cô chị An có nói, thì mình bắt đầu mình thử, mình quật ngoạc thử xem mình có cảm giác với nó hay không, mình có thích với nó hay không.
Rồi YouTube cũng là một cái kênh mà có thể chỉ rằng là với bắt đầu thì mình vẽ những cái hình cơ bản như thế nào, thì đó cũng là một cái giảm ngõ đầu tiên rằng là mình có thích cái này không. Rồi sau đó thì khi mà thích thì nó sẽ thúc đẩy, nó sẽ thúc bách em đi tìm những cái chương trình, những cái lộ trình học mà nó có cái sự đầu tư hơn về mặt chuyên môn, về mặt kỹ năng, về mặt tư duy nữa. Thì mình chia sẻ với em là mình bắt đầu như thế nào, có thể là đi học ở ngoài các cái viện trung tâm hoặc là viện truyền tranh và hoạt hình CMA, hoặc là việc tự học nó cũng là một cái khởi đầu thú vị. Thì đó là vé đầu đúng không em, còn vé sau thì chắc là nhờ cho Nhàn là sau khi đã đi học rồi thì mình sao đó đúng không? Đúng rồi. À, thật ra vé đầu mình có bổ sung với bạn một chút xíu như Ưng có chia sẻ đó, thì bạn đang hoang mang và không biết bắt đầu như thế nào, thì có rất là nhiều cách để bắt đầu như Ưng nói. Tuy nhiên là mình cũng không biết là bạn đã có nền tảng hội họa hay chưa, có nhận thức về mỹ thuật hay chưa, hay là hoàn toàn trắng tinh luôn. Thì với góc nhìn cá nhân của mình thôi, thì mình thấy nếu bạn hoàn toàn trắng tinh thì bạn nên đi theo một khóa học chuyên nghiệp. Ví dụ như CMA mình sẽ có một cái khóa Digital Painting dành cho những người chưa biết gì luôn, là các bạn có thể vào học từ vẽ tay đi lên, thì mình nghĩ nó sẽ hợp lý hơn. Còn nếu mà mày mò trên YouTube hay là tự học thì ít nhất là bạn sẽ có một cái nền tảng nhất định, thì bạn sẽ đỡ cực hơn chút xíu. Thì tại vì trên YouTube nó cũng sẽ có những người dạy hay, có những người dạy chưa đúng, có những người dạy hơi cao, cho nên là mình sẽ bị lần mò trong đó khá là nhiều. Kể cả đọc sách cũng vậy, đôi khi nếu mà mình không có những cái nền tảng ở dưới thì mình sẽ rất là khó hiểu những cái chuyện mà người ta đang nói hoặc là làm như thế nào là đúng. Thì mình sẽ cần một người thầy kế bên, là một người đồng hành chia sẻ với mình những cái chuyện mình không hiểu. Thì nếu mình trong cái việc bạn là một người hoàn toàn trắng tinh, thì mình nghĩ là bạn nên đi theo một chương trình đào tạo nó bài bản và nó đi chuyên sâu hơn, thì nó sẽ tốt hơn cho bạn là bạn tự học. Thì đối với mình hiện tại là mình đã tự học nhiều thứ lắm, nhưng mà mình đã có một cái nền tảng nhất định rồi thì nó sẽ dễ hơn, và mình phân biệt được đâu là cái mình cần, đâu là cái mình thiếu, và học như thế nào là đúng. Còn nếu mà hoàn toàn em mới ra trường rồi thì cái việc đó sẽ rất là khó cho em, hoặc là đi theo những cái trung tâm mà khóa ngắn hạn đó, đôi khi nó chỉ dạy những cái mình không có gom chung ha, theo cái mình biết thôi, thì người ta ngắn hạn thì cho nên là sẽ dạy những cái kỹ năng nó mang tính ngắn hạn thôi, thì về nền tảng, về chiều sâu thì đôi khi nó sẽ bị thiếu hụt cho bạn. Rồi sau khi học xong thì có thể đi làm ở đâu, thì chắc là mời Thanh Nhàn trả lời câu hỏi này. An trả lời luôn đi An. Ủa gì vậy? Tôi là host mà. Tôi không đang phải là khách đang mời. đang đi đúng hướng đó, trả lời luôn. Trả lời học xong rồi phải giới thiệu việc làm cho người ta luôn. Chứ học Có cái xong này rồi đâu có được bỏ ngang đâu. ok, cái này thì có nhà nhà gợi ý thì đúng. Ủa Với gì vậy? CMA thì khi thì rõ ràng thì Nhàn đã gợi ý cho mình, Nhàn cũng đã chia sẻ thêm thôi. Với CMA khi mà các bạn học xong, các bạn vẽ thì tùy theo cái năng lực và tùy theo cái sở thích cũng như là cái thiên hướng phong cách sáng tác sáng tạo của bạn, thì một đội ngũ các studio, có thể là webtoon này, có thể là minh họa này, có thể là truyện tranh hoặc là các studio hoạt hình, thì sẽ rất là chờ đợi để cộng tác với bạn. Thì đó là một câu chuyện sau khi chúng ta đã gọi là có một cái hành trình học tập nó từ cơ bản cho tới bài bản như bạn Hồ An vừa mới nói vừa rồi ha, thì họ sẽ tìm đến chúng ta và chúng ta cũng có tự tin hơn khi mà mang những cái sản phẩm trong quá trình mà mình học đến với các cái studio như nãy mình có chia sẻ. Thì đó cũng sẽ là một cái kênh để là làm thế nào để bắt đầu, làm thế nào để bắt đầu sau khi chúng ta đã có một cái quá trình học, làm thế nào để bắt đầu công việc sau khi chúng ta đã có một quá trình học. Còn gì nữa không Nhàn ơi? Nhà có bổ sung gì không? Có bổ sung xíu thôi. thì thì Ừ. khi mình đã có bắt đầu học rồi đạt được cái kết quả ở một cái vị trí nào đó thì mình sẽ tự
tự biết là mình sẽ phù hợp với công việc nào và mình tìm thấy nó ở đâu cho bản thân mình. Vẫn câu nói cũ, mình thấy là công việc nó không hề thiếu, chỉ thiếu những người giỏi để làm thôi. Cho nên là mình cứ trang bị cho mình thiệt là tốt thì chắc chắn là công việc nó sẽ tự tìm đến với bạn, và đôi khi sẽ bị nhiều việc đến mức mà stress luôn. Ừ, đúng luôn. cái này có nha, cái này có nha. Sợ hãi luôn. Tiếp theo sẽ là một câu hỏi đến từ Tài. Cho em hỏi, đôi khi một họa sĩ, bạn ấy không có dấu, đôi khi một họa sĩ fame hoặc popular, có nghĩa là đã nổi tiếng rồi, đã có tiếng trên mạng rồi, là rào cản trong sáng tạo nội dung. Vậy các khách mời và host có thể chia sẻ góc nhìn và cách đối mặt và vượt qua rào cản như thế nào ạ? Nếu mà họa sĩ nổi tiếng thì chắc ở đây chỉ có Nhàn thôi. Còn Đúng rồi, đúng rồi, ở đây là nhà còn là An nhiều với like ông nhiều vẫn còn ít share like lắm. nhất. Mình xém đúng không, mình mém mém nổi tiếng thôi, mình Chưa tới mém thôi nổi. chứ mình chưa. Ừ, Là rào cản trong sáng tạo nội dung. Thì câu này gần như là câu khẳng định, thì không biết là theo ý Nhàn thì khi mà Nhàn nổi tiếng rồi thì đó có phải là rào cản trong sáng tạo nội dung của Nhàn hay không? cũng cũng người ta cũng gán cho Nhàn từ nổi tiếng. Cái này là ba người phải trả lời cho bạn luôn đó, thì Nhàn theo trả lời theo ý Nhàn nha. Nhưng mà chưa Nhàn có nổi tiếng nên không có biết. Nhàn trả lời theo ý của Câu Nhàn trước, thì nó này. khi đã mình đã đi theo cái này là một người phụ thuộc vào cộng đồng mạng á hả? Theo bạn thì sao ta, chắc là ý là có thể việc nổi tiếng đó, nó sẽ giúp mình bị hạn chế trong vấn đề sáng tạo nội dung, giống như cái ý ân vừa nói đó, là khi mình cái hướng tiêu cực trong cái việc mà cám dỗ đó, là mình nổi tiếng rồi thì mình sẽ không dám vượt qua bản thân mình nữa, mình bị dừng lại chỗ đó và mình không dám thay đổi, thì đó cũng là một rào cản khi mình đã có tên tuổi nhất định rồi. Ví dụ như trong trường hợp của ân là lỡ vẽ thêm một cái style nào đó mà bán được quá rồi, giờ nếu mà đổi qua cái style khác thì bán không được nữa, thì có dám không, có dám thay Phải đổi hay là không? ý ý là bạn hỏi như vậy, ý là mình vẽ theo một cái kiểu nào đó mà được nhiều người thích Đúng rồi rồi, thì không thể thay đổi. nó sẽ là rào cản. Thì không biết là cách vượt qua như thế nào, và mọi người đã không biết là mọi người có vượt qua chưa, nhưng mà bạn hỏi là cách vượt qua như thế nào và cách đối mặt với rào cản đó như thế nào. Có trả lời gì? Theo Cái Nhàn này thì sao? Theo Nhàn thì sao? Có những theo cái Nhàn hình mà Nhàn thấy vẽ vậy thì được nhiều like share hơn nữa, thì mà thật ra thì phong cách ông Nhàn có thay đổi bao giờ đâu. ê, có cái này có nha, cái Có này thay đổi là chủ đề thôi. ông Ừ, Nhàn thay Nhàn đổi vẽ chủ được nhiều đề. thứ lắm, Đúng cách cách rồi, đúng cách Nhàn nhìn người ta nhìn thấy thì đa phần là như vậy, nhưng mà trong công việc tùy theo công việc nữa, rồi. công việc Nhàn làm cái gì thì Nhàn phải thay đổi Đúng rồi, phong đúng. cách nè, kiểu Quên. theo cái hướng đó. Ví dụ Nhàn làm banner về truyện tranh, về hoạt hình, về vẽ background, đa phần người ta thấy không thấy Nhàn vẽ background, nhưng mà Nhàn vẫn cố gắng vẽ được background, vẽ được kiểu truyện tranh, kiểu nét, kiểu hồi đó thì vẽ chibi, đa phần là vẽ chibi, vẽ minh họa cho trẻ con á. Thì cái đó tùy vào mỗi người thôi, mỗi người sẽ có một cách để họ làm việc phù hợp. Tuy mình thấy họ chỉ đi theo hướng đó thôi, nhưng thực ra họ có rất nhiều công việc khác nhau. Alo, Hội An nghe không? Hội An. Rồi anh đang quá hả? anh nghe. Rồi. Ý là nó giống như một cái tảng băng chìm gì đó, mình chỉ thấy bề nổi của họ thôi. Thực ra họ có rất nhiều công việc khác nhau và họ làm những cái thứ đó, họ không công bố cho mình thấy thôi. Ừ, đúng Chứ rồi. không phải là họ đi theo hướng đó hoàn toàn đâu.
Mình nghĩ câu này trả lời Ân sẽ trả lời hợp hơn nè. Tại vì Nhàn làm nhiều thứ mà mình quên không? mất. Đúng rồi, xì tai ông Nhàn À. thì có nhiều và thay đổi theo sale job, thay đổi theo yêu cầu của client. Ừ, là tại vì bọn mình á, bọn mình ở đây là An với Ân nè, thường là thấy những tác phẩm là Nhàn sáng tác cho bản thân Nhàn nhiều hơn, mình có cơ hội được thấy những điều đó và mình cũng share cho nhau những bức tranh như thế. À, còn lại việc là công việc của mỗi người thì ví dụ như An cũng thiết kế này, Ân cũng vẽ ngoài này, là nhất là Nhàn nữa, thì rõ ràng là nó sẽ có những cái phong cách khác nhau. À, trở lại với chia sẻ với câu hỏi của bạn vừa rồi thì thực ra cá nhân mình nghĩ á, mình thay một cái gì đó cho một cái đã có, tức là chúng ta quay trở lại là chúng ta chỉ có một, đúng không? Nhưng mà chúng ta đã có một cái gì đó và chúng ta muốn có thêm một cái gì đó. Ở đây mình hơi tham lam một chút xíu ha, tức là mình bắt đầu là mình thử mình vẽ, nhưng mà tôi không bỏ cái tôi đã có, vì cái tôi có là nó tự nó ở trong con người mình rồi, đúng không? Nó đã ở trong cái bàn tay của mình rồi, nó đã ở trong cái suy nghĩ của mình rồi, thì cái việc mà mình vẽ nó lên hoặc là mình tạm cất nó ở đó, mình bắt đầu mình học theo một cái style mới, à mình bắt đầu mình làm thêm một cái phong cách gì mới, dĩ nhiên đó cũng chỉ là học thôi, hoặc là mình mới bắt đầu thôi, thì biết đâu là mình không phải là mình có một rồi bỏ một rồi chỉ còn một, mình đã có một, mình thêm một là mình còn hai, mình có hai. Ví dụ thì kể cho bạn nghe một câu chuyện vui, là có một lần mà mình với bạn Thanh Nhàn đi dắt các bạn học viên, các bạn sinh viên đi ra nhà sách để đi khảo sát một tí xíu ở bên ngoài, thì đang giỡn giỡn, đang nói chuyện, đang cầm lên một cái cuốn sách, mình dở nhạc, cái mình mở nhạc, mình mở cái bìa ở trong ra, mình thấy chữ Thanh Nhàn hay là X Nhàn gì đó không nhớ, ủa cái này là Nhàn vẽ hả, kiểu kiểu như vậy. Là lúc đó mình cũng nghĩ là ơ cái này cũng phải, là tại vì trước đó là mình thấy những cái tranh như là của các cô áo dài này, cổ cao rồi xanh xanh đỏ đỏ, xanh xanh rồi màu xanh ngọc rồi màu vàng vàng màu đỏ đỏ ví dụ vậy, tự nhiên qua một cái bìa mới hoàn toàn thấy ủa sao cái này ngờ ngờ. Cuối cùng là bạn đứng kế bên, Thanh tác giả đứng kế bên ở này Nhàn vẽ nè, thì đó rõ ràng thì đó đó là một cái rất là minh chứng là việc là à, tôi vẽ cái tôi đang thích, tôi đã có những cái tôi đang thích, tôi đã có những cái khả năng mà tôi đã có, nhưng mà cái việc mà mình học rồi mình đáp ứng những cái yêu cầu ở bên ngoài, tức là của từ phía khách hàng, của phía nhà xuất bản, từ phía các anh chị biên tập ví dụ như vậy, thì nó lại là một cái cách mới. Thế thì ở đây câu chuyện ở đây là chúng ta góc độ và mình nghĩ là có thể trả lời chung cho ba bạn ở đây là bạn An, bạn Nhàn và mình, đó là việc mà đôi khi chúng ta cố gắng khẳng định một cái phong cách nào đó của bản thân mình, nhưng cũng đừng bỏ qua một cái cơ hội nào đó để mình học thêm và phát triển thêm một cái cách khác. Biết đâu được cái mình vẽ cho mình nó là cái hạnh phúc, nhưng mà cái mình vẽ được cái nhiều cái phong cách khác thì nó làm người khác hạnh phúc, hoặc là nó có những cái sản phẩm khác và nó có thể kiếm được nguồn thu từ những cái phong cách mới của bạn. Thì đó là một cái thực tế mình được trải nghiệm ở ngoài nhà sách với chính tác giả, là cũng là một cái người bạn đồng nghiệp mình đang nói đây, là bạn Thanh Nhàn, thì chia sẻ với em như thế ha. Hy vọng rằng là em sẽ có một phong cách thật là tốt, thật là đẹp và sau này sẽ có thêm những cái hướng đi khác nữa. Cảm ơn em. Có vẻ như là cả ba người ở đây á thì đều không có bị vướng vào cái việc rào cản của việc nổi tiếng. Thứ nhất là một người đã nổi tiếng rồi là Thanh Nhàn, thì Nhàn vẫn quan trọng cái việc là vẽ cho bản thân mình, cho nên cái việc rào cản về cái việc nổi tiếng có vẻ là sao không có có với Nhàn, và hai người còn lại thì chưa có nổi tiếng. Mén Mém Nhàn nổi tiếng rồi. Nhàn đọc câu hỏi lại rồi Nhàn chia sẻ thêm ý này, thì Ok cái rào cản ý là bạn đi theo một cái hướng nào đó, bạn bị cuốn theo nó có phải là rào cản hay không, nhưng mà mình phải xem lại mình có yêu thích cái đó hay không. Mình Nhàn. vẽ bị cuốn theo đó mà mình có yêu thích nó không, mình có dành tình cảm nhiều cho nó không. Nếu có tình cảm, nếu yêu thích nó thì cũng không có vấn đề gì xảy ra, cứ vẽ thôi, cứ yêu thích, cứ theo đó thôi. Còn nếu không thì chắc là nó sẽ quay trở lại với cái vấn đề hồi hồi Cái nãy con mình người nói của mình giống ha, như đó anh nói là cái là con người bên trong mình.
Thực ra là họa sĩ Thì nó là sao ta, với bản thân An á, thì là An vẽ từ những cái thôi thúc ở bên trong á, cho nên cái việc mà có thể cái dòng đó nó bán được, mình thích vào thời gian đó, thì giống như nhàn nói là nếu mà mình vẫn còn đang thích thì mình có thể tiếp tục. Còn nếu mà An thấy nếu mà An đã không thích nữa rồi thì không biết là có thể tiếp tục được hay không. Cũng khó, cũng em khó. đang tự hỏi. Tại vì em đang đặt cái câu hỏi là ủa lỡ như cái kia nó bán được nhiều tiền quá thì làm sao Thì gặp trường đây. hợp đó An sẽ tự mình trả lời được. Đúng rồi. Có thể cái về nội dung mình nghĩ là mình sẽ thay đổi, tại vì nó đã qua rồi, nó không còn là mình của hiện tại nữa, cho nên mình sẽ thay đổi, nó sẽ không phải là cái rào cản. Và tại vì bản thân An cũng là người đổi đổi chủ đề, đổi subject, khai thác liên tục, và tùy theo cái góc nhìn của mình vào thời gian nào, mình có idea như thế nào thì mình sẽ làm cái việc đó. Chắc là cái rào cản nó sẽ không lớn như mình nghĩ đâu. An ơi, xin lỗi chút xíu, ân đang theo dõi cái câu hỏi mà các bạn đang gửi về đó, thì có câu hỏi của bạn Nguyễn Nhanh, mình thấy nó cũng khá là thú vị và mình có thể trả Ok. lời luôn ở trong cái Ok, group này ok. luôn, tại vì Ân đọc câu hỏi ok, đi. chào Nguyễn Nhanh ha. Em gửi về câu hỏi cho bọn mình là: em chào anh chị ạ, do em không kịp viết vào form câu hỏi nên cho em xin phép hỏi ở đây. Thưa anh chị, là bản thân em chỉ mới theo học vẽ gần đây, mỗi ngày em dành 30 phút cho nó do em không có nhiều thời gian. Bản thân em học ngành không liên quan đến vẽ, ngành y ạ. Ồ, xịn ha. Ồ, giống trí. Ồ, vậy rồi, vậy với thời gian không có nhiều thì em nên tự học vẽ hay nên tìm lớp dạy học để học ạ? À, bản thân em thì hiện tại muốn mình có được kỹ năng vẽ được digital chứ chưa nhắm đến kiếm được thu nhập từ nó. Nhưng nếu được em cũng muốn nó làm nghề tay trái của mình ạ. À, đó là câu hỏi của Nguyễn Nhật. Anh trả lời, ủa anh trả lời luôn đi anh. Thôi, Này em là biết nhàn chia là nha, chia cái khả năng đá banh càng lúc càng nha. cao tay. Đá vào cho host luôn, xong rồi đá vào cho khách mời. Xong rồi. Sao rồi, tại vì á, mình thấy câu hỏi này khá là thú vị, với bạn cũng gửi rồi cũng 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 khá lâu rồi. Nguyễn Nhanh ơi, đầu tiên là anh thấy cái tên của em thì không biết là em đã, hình như năm vừa rồi em có tham gia cuộc thi The Open phải không em? Tại vì tên Nguyễn Nhanh cũng là một cái, nếu nếu đúng là em thì chào mừng em đã quay trở lại ha. Còn nếu không phải thì có thể là năm sau em có thể, sau khi em đã học digital rồi thì em có thể tham gia cuộc thi. Anh sẽ lưu ý tới tên Nguyễn Nhanh. Bạn hỏi là mỗi ngày bạn dành tới 30 phút cho vẽ mà bạn đang học ngành y, thì không biết là bạn đã xong chưa hay là bạn vẫn còn đi học. Nhưng mà nếu mà bạn đang học ngành y và bạn còn có thời gian dành 30 phút để luyện tập digital thì là không phục lắm ấy, là hay lắm, là đó là một cái nỗ lực của bạn ha. Thì bạn hỏi rằng là bạn có nên tự đi luyện hay không, hoặc là đi theo một cái trường, một cái lớp học vẽ, vì bản thân bạn có muốn được cái kỹ năng digital. Thì với cá nhân của mình nghĩ thì là do, chắc là phải do vì vì đặc thù là ngành y, mình biết là học rất là cực và rất là căng thẳng. Mình nghĩ rằng là digital hoặc là vẽ nó là một cái cứu cánh cho tâm hồn, hoặc là nó là lúc mà mình cảm thấy mệt mỏi hoặc mình bị căng thẳng, đó là cái lúc mà mình giải tỏa, mình muốn lan tỏa yêu thương hoặc là mình muốn cân bằng lại cảm xúc gì đó, thì vẽ nó là một cái, đầu tiên là chúc mừng em đã có một cái cách để cân bằng với anh hiểu là như vậy. Một cái nữa là cũng phải coi vào cái khoảng, cái khung thời gian, dĩ nhiên khi chúng ta học ngành y chúng ta đã có một cái sứ mạng rồi, thì cái việc mà chu toàn cái sứ mạng đó là một cái việc nên ưu tiên đó, một việc nên ưu tiên. Và nếu em có thời gian em sắp xếp được thì việc vẽ 30 phút một ngày, mỗi ngày như vậy với anh đó là đã có một cái giá trị rồi. Còn cái việc mà sau này ví dụ như tới hè hoặc là tới một cái lúc nào đó mà em có thể cân bằng được cả thời gian đi học rồi hoặc là thời gian rảnh đó, thì một lớp ngắn hạn nào đó, nó
nó sẽ là một cái gợi ý thú vị dành cho em, là bởi vì em xác định đây là rất là rõ, tức là đầu tiên là em muốn nâng cao cái kỹ năng tay nghề, thì những lớp ngắn hạn mà em có thể tìm được thì nó sẽ là một cái cách để giúp cho em có cái dịp được cọ sát, được học. Dĩ nhiên là nó sẽ có những cái gạch đầu dòng ngắn thôi, nhưng mà nó sẽ là những cái đặt vấn đề với em. Rồi sau đó khi mà em trở lại, em bắt đầu quay về với cái việc học nhiều hơn, cái thời gian em ngắn lại, thì cái em có được từ cái lớp ngắn hạn nó sẽ là một cái, tạm gọi là một cái nguồn năng lượng để em tiêu xài trong những cái lúc mà em học vẽ như thế. Rồi lại tiếp tục, nếu em có thời gian nữa, em muốn nâng cao thì em có thể học những cái level nó cao hơn, hoặc là em có thể gặp đi kiếm những cái anh chị mà vẽ digital từ trực tiếp á, và họ họ mở những cái lớp của họ, hoặc là đó, thì em có thể đi 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 trao đổi như thế, học như thế, tại vì cái thời gian, anh đang hiểu cái khung thời gian của em đang không nhiều lắm. Thì đó là một cái, đó là một cái cách mà có thể mình vừa cái cân bằng với cái nhiệm vụ đi học của mình. Đó là việc mà anh đang nghĩ là em đi học nha. Còn nếu mà em đi ra trường rồi, em đã là bác sĩ rồi, em đã là người làm trong ngành y tế rồi, mà em có thể vẽ được, đó là một cái chuyện hết sức là tuyệt vời. Thì còn việc cái chuyện mà mình học thêm được rồi sau này đó là ngành tay trái, thì thực sự bản thân anh chưa dám nghĩ tới vấn đề đó đâu, là bởi vì đó là cái hành trình dài, và việc mà giữa ngành y với lại một cái việc vẽ thì đôi khi chúng ta phải phải tỉnh táo một tí, việc là chúng ta ưu tiên cái nào hơn. Còn khi thời gian chúng ta có, trước hết vẽ là vẽ cho bản thân mình để lan tỏa cái năng lượng tích cực ha. Rồi sau đó giống như trở lại với câu trả lời hồi phía trước đó, tức là mình bắt đầu mình gửi những sản phẩm của mình đi, rồi mình giới thiệu nhiều hơn, mình tham gia những cuộc thi, thì lúc đó thì đúng là cái nghề tay trái nó sẽ thành, nó sẽ hình thành. Chia sẻ với em như thế ha. Biết là An với Nhàn còn còn góp ý gì Nhàn thêm thì cho sao? bạn không? Nhàn thì sao? Có góp ý gì không? Nhàn mở mic đi Nhàn ơi, chắc là Nhàn tắt mic rồi. Nhàn đi theo đúng cái hướng rồi, đi chỗ nào cũng thấy vẽ à, chứ Nhàn không có đi trái ngành nhiều nên Nhàn cũng không có kinh nghiệm ở trong phần này. Mình thấy là học y khá là nặng á. Mà bạn vẫn thích, là mình nghĩ nó giống như Ân nói là sẽ là một cái giải trí, một cái cách để bạn cân bằng lại cái tâm lý cũng như tinh thần, hay là giải lao sau những cái giờ căng thẳng của mình. Nhưng thấy học y cũng là một cái lợi thế sau này khi bạn vẽ về hình họa, về giải Quan trọng là bạn chỉ muốn xem vẽ phẫu. là cái nghề tay trái thôi, là cái việc sở thích thôi, chứ không phải là một nghề tay một nghề chính. Thì mình hiểu cái câu hỏi này gần như là bạn muốn xác định y mới là cái nghề chính của bạn. Cho nên nếu bạn không có nhiều thời gian thì bạn vẫn có thể học trên YouTube, và học có những cái kỹ năng mà các bạn bạn có thể trau dồi, tự rèn luyện ở nhà để có thể củng cố theo cái sở thích, hoặc là mình thích cái gì thì mình cứ vẽ cái đó thôi. Bạn sẽ không cần phải đặt nặng là em cần phải học chuyên sâu hay là em cần phải có một nền tảng như thế nào đó. Quan trọng là mình vui, mình enjoy với cái lúc mình vẽ là được, và rèn luyện nó trên cái tại vì digital painting thực ra nó chỉ khác với cái việc mà vẽ tay ở bên ngoài với những chất liệu khác, là mình sử dụng bản vẽ là nhìn trên màn hình. Mình nghĩ nó cũng sẽ không khác việc nhiều, tại vì mình đều vẽ bằng tay của mình hết. Bạn Đúng có rồi, thể tự học cũng được. ngành y là liên quan tới nhiều tới môn sinh học hả? Có thể, có thể. Hồi đó Nhàn cũng thích môn sinh học vì Nhàn biết vẽ, vì trong đó cũng có nhiều cái môn sinh học, có nhiều cái để vẽ Đúng rồi, hồi để xưa học sinh dễ không chết. bạn không nhất thiết là phải vẽ trên máy không đâu, bạn có thể một đi học bạn có thể đem một cuốn sổ tay nhỏ, bạn có thể ký họa lại những cái gì bạn thấy trong lúc bạn đang đi học đó, Đúng rồi, có thể là cũng sketch note cao. lại. Cũng đang nâng cao cái tay nghề. Đúng rồi, đúng rồi. Là mình nhớ tới ông người ta Osamu Tezuka nhỉ. Một gọi là ông tổ của ngành truyện tranh, mà ông đấy là bác sĩ, vừa là bác sĩ giải phẫu, vừa là nhà sáng tạo rất là nhiều nghề, vừa là một họa sĩ truyện tranh.
quá xuất Đó, sắc. hứa hẹn ha, từ câu hỏi của bạn Nguyễn Nhanh nó lại hứa hẹn nhiều cái những cái viễn cảnh nó thú vị. Rồi bọn mình chúc em có một cái hành trình tương lai ha. Rồi Luôn vui vẻ ha, luôn enjoy cái việc vẽ và enjoy cái việc việc em đang học và việc em đang follow. Tiếp theo thì mình sẽ quay lại với câu hỏi của bạn Nguyễn Nông. Thì mình dẫn câu hỏi này trước câu hỏi của bạn Nguyễn Nhanh. Thì câu hỏi à. này bạn Nguyễn Nông gửi riêng cho thầy Ân, anh Ân. Mọi người nghĩ sao về con AI đối với artist thời nay ạ? Liệu chỗ đứng của artist về sau có được thay thế không ạ? Chỉ riêng Ân trả lời câu Sorry. hỏi này nha, Nhạn không được trả lời. Gì có sorry, anh đọc lại câu hỏi giúp, tại vì anh đang lướt ở trên này, anh đang muốn đọc lại câu hỏi mà không thấy, thì anh Ok, đọc lại giúp. mọi người nghĩ sao về con AI? Nghĩ sao về AI là trí thông minh nhân tạo á Con chứ không phải là phần mềm AI đâu. đối với artist thời nay ạ, có nghĩa là cái việc mà AI dùng AI để vẽ trí thông minh nhân tạo, đối với artist thời nay, liệu chỗ đứng của artist về sau có được thay thế không? Câu hỏi thú vị ha, nhưng mà nó vi mô quá hả, nhiều khi nó lại AI thì thường thường ra là nó sẽ nằm ở ngoài, nó rộng hơn cái vùng hiểu biết của cá nhân mình, cho nên là để có một cái câu trả lời mà để thỏa mãn của bạn hoặc là thỏa mãn câu hỏi ấy, thì mình e rằng là mình cũng 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 khiêm tốn là chưa 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 được đâu. Nhưng mà ở góc độ cá nhân của mình ha, mình nhớ là cũng đã có lần có bạn cũng đã đề cập cái vấn đề này, là liệu rằng là cái yếu tố con người là có được thay đổi hay không đó, hay là nó có bị mất đi hay không á. Cái câu chuyện của mình vẫn trả lời từ lúc đó cho tới bây giờ là không ha, là bởi vì thứ nhất là mình quan trọng tới cảm xúc, mình quan trọng tới câu chuyện của sự sáng tạo, quan trọng tới những cái cung bậc khi mà mình đặt cái cọ xuống cái màn hình, đặt cái viết vẽ lên màn hình máy tính, hoặc là cái cọ trên màn hình một cái canvas hoặc là một cái tờ giấy nào đó, thì mình không nghĩ rằng là đã gọi là trí thông minh thì nó thuộc về phạm trù của cái đầu, ví dụ như vậy. Nhưng mà mình chưa thấy được là cái tình cảm nhân tạo, và mình chưa thấy được cái câu chuyện là ở đây có tình cảm nhân tạo. Thì mình nghĩ rằng là khi nào chúng ta nghệ thuật, và khi nào tranh vẽ nghệ thuật nói chung và hội họa nói riêng, và là digital nhỏ hơn nữa, khi nào chúng ta còn cần và chờ đợi những tác phẩm mang nhiều cảm xúc của các họa sĩ, thì lúc đó chúng ta nghĩ rằng là việc cái gì đó nó nhân tạo hoặc là về máy móc thì nó sẽ là một bổ trợ, chứ nó tạm thời trong thời điểm này nó chưa phải là một thay thế. Còn tương lai dĩ nhiên xa quá thì nó nằm ngoài cái hiểu biết của mình cũng dám nói nó xa như thế. Thì đó là câu trả lời mà mình cũng đã từng suy nghĩ về nó, và mình cũng có câu trả lời cho bản thân mình. Thế mình chờ đợi những tác phẩm của Hồ An ở góc độ là những bàn tay, những đôi tay nó đan xen vào nhau, nó là những cái mảnh đời và nó rất là cảm xúc như thế. Mình chờ đợi xem những cái tác phẩm của những bạn trẻ, những cô gái trẻ mang màu sắc của Việt Nam với góc độ cảm xúc của thanh nhạc, chứ mình không chờ đợi được là một ai đó, một cái máy nào đó có thể vẽ thay Hồ An, hoặc là một cái máy nào đó có thể vẽ thay cho thanh nhạc. Dĩ nhiên khi mà mình có thể copy hoặc là mình có thể đưa lên thì nó có thể tạo ra những cái tác phẩm nó thú vị ở mặt đó, nhưng câu chuyện ở đây là chung cuộc cuối cùng là mình đi tìm cái gì, mình đi tìm cái cảm xúc mình có khi mình nhìn thấy tranh của thanh nhạc, mình cảm xúc những mình có khi mình nhìn thấy tranh của Hồ An và các bạn đồng nghiệp khác. Và mình nghĩ rằng là chắc bạn đặt câu hỏi, bạn cũng có là người vẽ đó, cho nên là mình cũng muốn là mình quan trọng cái điều gì cá nhân mình quan trọng đặt để cảm xúc của bạn ở đâu ở trong đó. Cảm xúc là cái mình đi tìm, và cảm xúc là cái góc nhìn để mình trả lời câu hỏi này. Cảm ơn em. Theo mình biết thì cái trí thông minh nhân tạo nó được tổng hợp từ cái style vẽ của rất nhiều họa sĩ đã nổi tiếng, nhiều họa sĩ trong phong cách đó, cho nên nó vẫn xuất phát từ con người. Cho nên mình nghĩ là có thể sau này cái AI nó sẽ giúp cho con người nhẹ nhàng hơn một phần nào đó, chứ hoàn toàn không thể nào thay thế được. Đó, mình vẫn là nghĩ lạc quan là như vậy.
Đồng ý. Trái tim chúng ta vẫn nóng phải không Hòa An vậy? Sẽ có những người tinh ý và nhìn ra được là cái đó là AI vẽ thôi chứ nó không phải là từ họa sĩ. Ok, và mình nghĩ nó vẫn không thể nào thay thế được đâu. Trừ Ít nhất khi là trong vòng trăm năm đó, chút lớn đúng khi chúng ta còn sống hả Hồ An hả? trong kỳ Còn ít xa nhất hơn thì là mình không trong biết. cái đúng rồi xa hơn thì nếu mà AI có phát triển về cả tình cảm kiểu kiểu giống như topic của Clam chẳng hạn thì có thể khó nói. Chờ đợi, chờ đợi. Lúc đó thì ra câu trả lời lúc đó là gì? Chúng ta chờ đợi thôi chứ giờ mình không biết được. Ha. Rồi. Ok. Ok, không biết Nhàn có bổ sung vì gì với câu hỏi này không? Nhận thấy Ân giải thích dễ hiểu rồi đó. Nhàn hoàn Nhận toàn có đồng bổ ý. sung ý này thì AI nó không, nhận thấy thì nó không thể thay thế nhưng mà nó sẽ cung cấp một cái phần ý tưởng cho họa sĩ concept art đó. Nó đưa ra những cái ý tưởng rất là hay, rất là gì gọi là lồng lộn mà mình không thể tưởng tượng được, rồi từ đó mình có thể tham khảo cái đó mình đưa vào những cái công việc, bối cảnh hoặc là những cái kết hợp màu sắc, hình 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 tượng với nhau ra bức cho những cái tác phẩm công việc của mình. Okay. Tiếp Ở góc theo độ là bổ trợ đúng không? đúng rồi, nó Đúng là rồi. sẽ một góc độ hỗ trợ. Đôi khi nếu phát triển thì nó có thể trở thành một material, chất liệu chẳng hạn. Rồi. Thật ra anh nghĩ câu trả lời này nó không thiên về đúng sai mà nó thiên về cái quan điểm của mỗi người, và cảm Đúng ơn rồi. em đã có cái một cái cơ hội để bọn mình có thể bộc bạch những cái quan điểm của bọn mình về digital, về truyền thống. Thì quan trọng là trái tim chúng ta muốn gì hả? Trái tim chúng ta có cảm xúc và chúng ta đặt để nó ở đâu. Dạ, cảm ơn em. Hồ Cảm An ơn bạn Lê có thể tiếp Nông. tục. Ok, mình sẽ chuyển qua câu hỏi của bạn Miam. Nhiều khi vẽ một mình rất cô đơn. Các bạn đã làm cách nào để vừa tận dụng được cơ hội phát triển, vừa cân bằng đời sống tình cảm và công việc? Vì người vẽ thường mơ mộng, có khi vẽ ham mà vô tâm tình cảm của người khác, có khi lại chơi vơi vì nặng tình, cho nên yêu người cùng chỗ làm. Một câu hỏi trước đó nó thiên về AI, về trí thông minh nhân tạo, câu hỏi tiếp theo nó thay đổi hẳn. Ồ, hôm nay của mình À, thú vị ha, thật đúng rồi, là tại vì nó là talk đa show mà cho nên là mình nhận câu hỏi liên dạng. tục cho nên là yêu cầu khách mời sẽ lót liên tục nha. Câu này mình bạn hỏi tên gì Hải An hả? Miam. Miam, em mình đang đoán nha, mà thôi mình còn cho phép mình đoán, mình cũng quyết định luôn là câu hỏi này là dành cho thằng Nhàn đó. Cái này câu hỏi của bạn nữ thì An trả lời hợp đi An. Ôi vậy, tôi là host mà không phải khách Chứ có nhiều ý nhàn không có ở trong cái hoàn cảnh này, nhàn không có biết được. lặp lại câu hỏi nha. Nhiều khi vẽ một mình cô đơn, thật ra là mình thấy bạn không có một câu hỏi cụ thể mà bạn chỉ đưa ra Chia sẻ đúng không? một cái suy nghĩ, một cái chia sẻ của bản thân bạn thôi. Có thể là vẽ một mình thì rất là cô đơn nhưng mà để vẽ nhiều người thì mình lại có thể không cân bằng được với cuộc sống và tình cảm. Công việc ở đây mình có thể hiểu là những cái mối quan hệ xung quanh cân bằng giữa hai cái đó. Người vẽ thì thường mơ mộng, đôi khi vẽ chăm chú quá thì sẽ vô tâm với những cái tình cảm của người khác. Có khi lại bị nặng tình. À, mình đọc thiếu, có nên, đó là một câu hỏi. Về bản thân mình thì khi mình thất tình nè, mình cãi nhau với chồng, mình sẽ vẽ tốt hơn. Cô đơn, mình sẽ ít ít bị ảnh hưởng, mình tập trung vào cái suy tư của bản thân mình thì mình sẽ tốt hơn. Quá thì hồi trước là vậy, bây giờ thì mình có tập được thói quen cân bằng. Tại vì hồi trước cái mình khai thác trong cái tranh của mình là nỗi buồn, nó một cái gì đó hơi tiêu cực một chút xíu, thì khi mà mình cảm thấy cô đơn thì mình sẽ dễ dễ hơn.
mà thật ra mình nghĩ bây giờ mình cũng dạy cô đơn thì nó sẽ dễ dễ hơn, mình sẽ tập trung nhiều hơn, việc là mình vui vẻ quá thì mình sẽ dễ bị sao nhãng, để làm nhiều việc để lựa chọn, trong khi cái việc mà mình thu mình lại, mình sẽ chỉ có công việc là vẽ và đó là cái để mình bày tỏ quan điểm đối thoại với nội tâm rồi bộc bạch gì đó. Cái việc mà đa tình quá hay là cái việc vô tình, mình nghĩ đó là về tâm tính của mỗi người hả? Ân cười tủm Cái này tỉm không vẻ biết được, ân cười tủm tại vì nhà không mở camera thôi, chứ mình nghĩ là chắc đang bên kia cũng đang cười tủm tỉm, tại vì bọn mình đâu chưa chưa có phải rớt vào tình rơi vào trong cái tình trạng giống như vậy, cho nên cũng không biết là phải 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 trả lời như thế nào. Nhưng mà còn có việc mà có vô tình, giống như ở trong cái câu hỏi mà trong chia sẻ của bạn, thì có vô tình với người khác hay không thì chắc là phải đợi cái người kia, nếu mà có ai đó muốn thì họ họ trả lời chứ. Hoặc là Nè có việc bị bọn mình vô tình hay không thì cái đó thì chắc cũng phải nhờ người khác trả lời. Nhưng mà góc độ của mình như thế này nè, đôi khi câu hỏi của bạn nó làm thì mình liên tưởng tới câu hát cũng khá là trend gần đây, nhiều khi muốn lên một luôn mình nhưng mà sợ cô đơn. hát luôn ơn Nhiều khi muốn một mình mà sợ nhưng sợ cô đơn hả? Đôi khi thật sự khi mà mình vẽ, mình dĩ nhiên là mình vẽ là mình đi tìm một cái câu chuyện của bản thân mình, cảm xúc của bản thân mình, kỹ năng của bản thân mình. Đôi khi mình thấy mình khá là đơn độc trong cái hành trình độc hành của mình thì cũng có chứ không phải không, đó là lúc là có, mình nghĩ là chắc là bạn nào cũng sẽ có, Hồ An cũng có, nhà cũng có, mình cũng có, như là những lần chúng ta chia sẻ với nhau như thế. Tuy nhiên á, cái câu chuyện ở đây á, thì ở một cái góc độ nào đó, cái việc mà diễn tả nỗi buồn bằng tranh vẽ, bằng hình ảnh, bằng cái ngôn ngữ thị giác, màu sắc này, hình ảnh, chủ đề, nhân dáng, vân vân, nó là đặc quyền của một đặc quyền đáng yêu của họa sĩ đúng không, của bạn vẽ tranh. Và đôi khi nó cũng là những cái ngành nghệ thuật khác cũng vậy thôi. Đôi khi chúng ta tiêu hóa, chúng ta giải quyết những cái cảm xúc khó, những cái năng lượng khó đó bằng những cách khác không được, nhưng mà bằng bằng ngôn ngữ của nghệ thuật, của màu sắc, của hội họa, tôi nghĩ đôi khi chúng ta làm tốt cái điều đó. Còn việc còn lại là cái việc mà chúng ta phải cân bằng với cái nhịp sống bên ngoài. Nhiều khi mình vẽ nhiều quá mình quên hết mọi thứ, cũng nên đôi khi đau lưng đúng không, cái lưng nó sẽ lên tiếng ví dụ như vậy, hoặc là con mắt nó sẽ có cái phản xạ của nó khi mà chúng ta làm quá sức như thế. Thì việc ở đây, vấn đề thứ hai trong câu hỏi của bạn, mình công nhận, mình thừa nhận rồi, là chúng ta phải phải thừa, phải phải cân đối hơn với cái việc và cái nhịp sống bên ngoài, những cái nhu cầu bên ngoài, ví dụ như về ăn uống, nghỉ ngơi, giải tỏa về tâm lý, rồi những câu chuyện về về cơ thể con người của mình có chịu nổi với cái áp lực công việc đó hay không, để khi mà chúng ta quay trở lại với công việc, chúng ta không đánh mất những cái quan hệ ở bên ngoài với bạn bè, hoặc là với người thân, hoặc là với đồng nghiệp, nhưng mà một phần nữa chúng ta cũng không đánh mất bản thân của mình. Thì chia sẻ với bạn như thế, ân không nghĩ đây là một câu trả lời đâu, ân nghĩ là đây là một một cái chia sẻ với Mia như thế. Nó là cái việc còn yêu đồng nghiệp hay không mình không biết ạ. mình không dám chia sẻ cái việc này. Yêu đồng có thể được, có thể là nếu có nó là một sự chia sẻ trong công việc, có thể thông cảm cho nhau nhiều hơn. Nếu không nó là một cái điều thú vị, vì tôi là một cái thế giới riêng, một thế giới quan riêng của tôi, và tôi mời bạn vào trong cái thế giới đó, và nếu bạn cảm thấy enjoy được và có thể chia sẻ được thì welcome, còn nếu không thì sau đó như thế nào đó ha. Rồi. Nhàn thì Chắc mình sao trở nhàn? lại với Nhàn có bao giờ yêu đồng nghiệp à không? Alo. Hello. Không, câu này anh không nghĩ là tắt mic đâu anh, con nghĩ Nhàn là không trả lời được. thật. Nhàn không trả lời cười. được. Cái câu không trả lời được nó có nhiều nghĩa để suy diễn lắm. Nhàn có chưa trải qua, nhàn không có trả lời được. Bạn hỏi là có nên yêu đồng nghiệp hay không, thì với quan điểm
cá nhân của mình, từ cái hồi mình đi làm ở công ty á, thì các sếp rất là ngại cái việc mà nhân viên yêu nhau, mình thấy là như vậy. Nó sẽ ảnh hưởng tới công việc hoặc là sau đấy, nhưng mà tình yêu mình nghĩ nó không có nói trước được điều gì hết, nói chung là đó là cái cảm xúc của mình thôi. Mình cảm thấy Tôi không bạn yêu nó đâu, phù hợp, bạn nó phù hợp với tôi nhất mình, quyết không. nhưng mà bạn nó phù hợp với mình nè, rồi cái gì cũng hợp nhau hết, vui vẻ hạnh phúc, thì có phải là đồng nghiệp hay không nó cũng không phải quan trọng nữa, quan trọng là mình với người đó có vui vẻ với nhau hay không, có thực sự phù hợp với nhau hay không thôi. Công việc có thể đổi chỗ nhưng mà tìm được người phù hợp rồi thì khó lắm, cho nên phải giữ thôi. Đúng là một người đang có tình yêu, trả lời rất là hay ha, rất là thực tế luôn. Ôi thôi coi chừng mình qua một cái talk Tư vấn tình show cảm. về về hôm nay mình quay trở lại với, nhưng mà cảm ơn Mia đã có một cái phần chia sẻ khá là thú vị, nó làm cho chúng ta xích lại gần nhau hơn ha, chia sẻ được nhiều thứ hơn. Bây giờ trở lại chương trình đi, trao lại host cho Hồ An. Trở lại chương trình thì vẫn là trong cái chủ đề của mình là mình đang ở đâu, thì giống như hồi nãy có câu hỏi đầu tiên bắt đầu của một bạn á, thì lâu rồi Nhàn không có tương tác trên mạng xã hội thì không biết là Nhàn có sợ fan quên không? Quen rồi. Không bé Ok, thì Nhàn nãy cũng có trả lời ha, Nhàn chỉ nghỉ ngơi trên mạng xã hội thôi và Nhàn vẫn làm việc vẫn vẽ mỗi ngày. Ok, mình sẽ đến với một cái sau cái chủ đề mình đã xác nhận cái vị trí của bản thân mình, sự ảnh hưởng của người khác đối với mình, thì sẽ có một cái phần tiếp theo của chương trình là nói về giá trị tự thân. Bản thân mình cũng có là một người họa sĩ, thì cái việc mà tìm kiếm những cái quan điểm, những cái thứ bên ngoài để làm giàu lên cái vốn kiến thức, kỹ năng, tâm lý để sẵn sàng trước những cái thử thách biến động ở bên ngoài á, thì là với tư cách là một cái người đứng lớp giảng dạy ở CMA, thì không biết là Ân có chia sẻ gì về cái việc mà các bạn trẻ cần làm giàu lên vốn kiến thức cũng như kỹ năng tạo nên cái giá trị tự thân của mình đi không? Không biết là quan điểm của Ân về việc này thì như thế nào? Quay lại một câu hỏi nó hơi nghiêm túc mang tính học thuật ha. xíu. Ờ, nhưng mà Ân lại không bắt đầu câu trả lời của mình bằng việc là tôi đã đứng lớp thế nào, hoặc là tôi đã xây dựng chương trình như thế nào, và tôi đã có quyền cộng tác với các đơn vị giáo dục bên ngoài, họ quan niệm như thế nào về cái việc mà đi tìm kiếm tư liệu hoặc là làm giàu của bản thân, của sinh viên, của học viên, hoặc là của cá nhân họa sĩ. Mà Ân sẽ bắt đầu bằng cách là Ân nhớ lại những cái bức tranh mà Ân đã xem được trong quá trình mà các bạn gửi bài thi digital ở The Open ở các mùa trước, và thậm chí của những cái cuộc thi của các đơn vị bạn cũng vậy. Tức là nhìn vào trong đó, Ân thấy có một cái góc nào đó bạn vẽ một cái, ví dụ năm ngoái không biết cậu em có vẽ một cái bàn thờ, mà ở trong đó có bạn có những cái hình ảnh rất là đối lập giữa cái thế hệ mới, thế hệ cũ, rồi những cái chi tiết ở trên đó nhìn vào mình biết rằng là ô đó là một một bạn đến từ miền Tây, ví dụ vậy, đúng không? Hay là câu chuyện mà mình nhìn vô trong đó mình thấy trang phục quần áo của một bạn vẽ về Tây Bắc, và cuối cùng mình biết ra là tác giả ở tại khu vực đó luôn, bạn có cái trải nghiệm đó. Rồi những cái bức tranh vẽ về Hà Nội, digital vẽ về Hà Nội, những nhân dáng rất là mới, những câu chuyện rất là mới, mà đâu đó mình thấy xuất hiện được là cụ Hồ Gươm, rồi cái người mà đi hoặc là đi nhặt trái sấu về, thấy nó hay quá, nó thú vị quá. Mình rõ ràng mình tin rằng nó làm cho mình tin rằng là bạn vẽ cái tác phẩm đó, họa sĩ vẽ tác phẩm đó đã phải có một cái trải nghiệm nhất định trong cái cuộc sống mà anh ta đang có, trong cái kiến thức mà anh ta đã thu thập. Ở đây ông muốn tách ra hai vấn đề, là câu chuyện là về kỹ năng tay nghề là cái mà bạn có thể học được lúc mà bạn học ở trường học, tức là vẽ sketch như thế nào, dựng hình ra làm sao,
tỷ lệ cơ thể như thế nào, hình họa, rồi màu sắc, phối màu, tông màu nóng, tông màu lạnh, tương phản, đối lập, vân vân, tất cả mọi thứ, rồi anatomy các bạn này. Đó là về kỹ năng. Bạn có thể đưa một cái tác phẩm vẽ hoàn trọn và gọi là phô diễn ra hết cái hành trình đi làm kỹ năng của bạn, nhưng mà đó là một phần, đó là điều kiện cần. Nhưng còn lại ở đây là có cái mà có thể là trường học không giải quyết được cho bạn, đó là cái cảm xúc của bạn, hoặc là nó đúng hơn là cái trải nghiệm của cá nhân bạn về cái đề tài đó. Bạn có hiểu về đề tài đó hay không, bạn tức là bạn muốn làm về một đề tài về bình đẳng giới, bạn muốn làm đề tài về văn hóa, muốn làm đề tài về lịch sử, thì ít nhất là cái việc mà bạn cá nhân cái người vẽ đó đi học và đi tìm hiểu thêm những cái nguồn tư liệu á, nó sẽ là cái sức nặng, cái những cái chấm phá cuối cùng để làm cho cái tác phẩm của bạn nó động lại trong lòng tác giả, trong lòng người xem, hoặc là nó làm cho cái tác phẩm của bạn nó trở nên thuyết phục hơn, người ta cảm thấy được chia sẻ và đồng điệu với những cái thông điệp mà bạn đã cài cắm ở trong các tác phẩm đó. Thì trở lại với câu hỏi của Hồ An, về góc độ giáo dục hoặc là về góc độ cái người đi học đó, rất là cần thiết phải đi tìm cái nguồn tư liệu. Đây không phải là tư liệu đặt dàn đầy nghẹt trước màn hình là à tôi thêm chút này vô đây chút, tôi thêm chút này chút. Nhưng mà nguồn tư liệu đây mình hiểu đó là cái vốn sống, cái kỹ năng của bản thân. Ví dụ như mình đã rất là may mắn thích được những cái tác phẩm về bình đẳng giới của một bạn học viên của CMA, mặc dù bạn sáng tác ở trong cái câu chuyện về của truyện tranh, nhưng mà cũng trên nền tảng digital thôi, nhưng mà bạn là cái chuyện mà bảo hành về phụ nữ, về trẻ con, về trẻ em, ví dụ như vậy. Và rõ ràng bạn đã phải có quan tâm tới cái ngành đó, bạn phải quan tâm tới cái lĩnh vực đó, và bạn đi đọc rất là nhiều tư liệu, thì cái tác phẩm của bạn ra nó không chỉ là giải quyết vấn đề về thị giác, về giải trí, mà nó để lại một thông điệp nào đó. Thì digital chúng ta có thể làm vấn đề này. Thì gói gọn lại thì cái câu chuyện ở đây là tìm cái tư liệu cho bản thân, một cái trải nghiệm cho bản thân để làm thuyết phục cái tác phẩm của mình, điều đó là cần thiết. Và mình cảm thấy mình may mắn, cũng như cũng có lần mình chia sẻ với họa sĩ Phan Phủ Linh, ví dụ thầy cũng có nhắc về vấn đề đó và thầy cảm thấy là thầy rất là thích. Như năm ngoái mình chấm giải Rio Bình An nhỉ, trong và phát hiện ra được những cái chi tiết rất là nhỏ thôi, mà có thể là về kỹ năng nó không quá xuất sắc đâu, nhưng mà về cái phát hiện về chi tiết đó, về những cái mà cái tư liệu bạn có trong cuộc sống của bạn mà gửi gắm những bức tranh, đó là cái cách mà chúng tôi chọn những tác phẩm được được giải, ví dụ như thì đó là những cái chia sẻ với câu hỏi này như thế, ở góc độ là về cá nhân mình sáng tác, hoặc là góc độ về giáo dục, mình vẫn chờ đợi, mình vẫn trông đợi và chia sẻ, cố gắng chia sẻ với các bạn, làm giàu cho cái hành trình của mình bằng những tư liệu từ thực tế, từ cuộc sống. Cảm ơn em. Cảm ơn Ân. Có một cái lời nhắn nhỏ từ sinh viên của CMA. Anh Nhàn ơi, lên giao lưu với các bạn đi. Giao lưu với học viên CMA một bữa đi ạ. Nhàn ơi, đó là câu hỏi cũng như là câu lời nhắn rất là nhẹ nhàng đến từ sinh viên, học viên của Em CMA. Và Ân với An CMA không bao giờ quên Nhàn. ghi nhận câu trả lời này nha, mình đại diện CMA ghi nhận câu trả lời này, và một ngày đẹp trời thầy Ân và bạn Ân và bạn An sẽ đánh xe xuống dưới tận Cần Thơ đưa Nhàn lên. Bây giờ Nhàn chỉ cần sắp xếp khăn gói lên đường thôi. Nhàn đâu rồi Nhàn ơi? Alo. Cười cười. Cười. Không có được cái camera nữa. Trời ơi. Xong rồi để cái avatar là cái hình con bé đang lắng nghe, chịu nổi không? Rồi, cũng là lời thỉnh cầu từ sinh viên của CMA ha. Mọi người lâu quá rồi không thấy được mặt Nhàn ở trên CMA, cho nên là mong anh Nhàn sắp xếp nha. Nhắc tới cái Chẳng việc phải đi là thỉnh dạy cầu, á. chẳng Hả? ừ chẳng phải là thỉnh cầu của sinh viên đâu, thỉnh cầu của đồng nghiệp luôn đó chứ Bộ hả An. Tam Tiền Sơn này giờ rụng hết một sơn rồi. không, ẩn mất, ẩn ẩn mất một rồi.
Ok. Ok, nhắc tới cái việc đi dạy á thì mọi người vẫn còn là nhớ, rất là nhớ Nhàn nha không, và mọi người cũng nhớ luôn là Nhàn hiểu được rằng cái chuyện là Nhàn sợ đám đông. Thì không biết là Nhàn đã vượt qua nó như thế nào và cái kinh nghiệm để vượt qua nó. Kinh nghiệm để vượt qua nỗi sợ này, không có kinh nghiệm gì trơn. Nhàn trả lời là Nhàn vẫn còn sợ đám Kinh đông. nghiệm là chúng ta tìm được một đồng nghiệp mà nói nhiều một tí ha Xong Nhàn rồi thêm một đồng nghiệp kế bên là phiên dịch giùm nữa đúng không? ha. Kinh nghiệm vượt qua của Nhàn là gì vậy? Hỏi thiệt luôn hả? Hỏi trả lời hả? Không. Thì trả lời đi chứ, câu hỏi mà. Theo ý của nhà thì mỗi mỗi người có một nỗi sợ riêng, thì để đối bản thân một người đối diện với cái nỗi sợ của mình thì ít nhiều cũng cần một cái sự bảo trợ từ từ phía sau Bảo thì sẽ thì sẽ tốt và hiệu quả hơn cho người đó. Giống khi như đối hồi diện với đó nỗi sợ. Nhàn đi dạy thì cũng nhờ An nè, nhờ Ân nè, nhờ thầy cô ủng hộ, có gì cũng chỉ, cũng đứng ra. Nói chung có ủng hộ từ phía sau để nhàn đính. Việc đối đầu Chúng ta với có nỗi một sợ ekip đúng không? tốt hả? Ừ, là mình phải có chỗ dựa đúng không? Đối đầu với nỗi sợ là phải có bảo trợ. Đúng Ok. rồi. Dùng từ bảo kê thì có vẻ nó không hợp đúng không? Dùng từ bảo trợ thì nó hợp với chữ nỗi sợ. Nói về nỗi sợ thì đó là về nỗi sợ tâm lý của Nhàn thôi, còn với các bạn là theo nghề họa sĩ digital painting á thì các bạn cũng có rất là nhiều nỗi lo. Thì cái không biết là khi mà vẽ Nhàn có lo sợ gì không và vượt qua cái nỗi sợ. Về tâm lý thì Nhàn cần một người nhóm người hỗ trợ từ đằng sau. Thì với việc vẽ thì Nhàn có bí kíp gì vượt qua những cái nỗi sợ khi mà Nhàn vẽ không? Nhàn chia sẻ những cái suy nghĩ của Nhàn thôi, thì không có gì gọi là bí kíp. Mình theo nghề nào, Nhàn nghĩ theo nghề nào cũng có mặt để mình theo đuổi, còn một cái mặt để mình lo. Thì không mình không lấy mình không nhìn vào người khác, hoặc lấy khó khăn của hay thuận lợi của những người mình đã nhìn thấy, mà cho đó là mặc định, đó là cái điều mình phải đối mặt với nó. Thì chỉ khi mình bước cái vào tự tự thân mình bước vào đó thì mình mới nhìn ra nó là cái gì và nó như thế nào đối với bản thân mình. Thì nếu đủ cái sự yêu thích thì mình có cách để mình vượt qua nó, vượt qua cái nỗi sợ hoặc là những cái khó khăn mà mình gặp phải. Hồi đi học thì Nhàn sợ những cái môn tự nhiên như môn đại cương, môn mà phải viết, phải biện luận, đưa ra những cái suy nghĩ nhiều, mình không có viết được. Còn khi vẽ, khi gặp môn vẽ hoặc là đi học vẽ thì Nhàn không có sợ gì hết. Nhàn thấy mình thoải mái khi mình được vẽ. Hết rồi ăn. Mình nghĩ cái nỗi sợ nó cũng gần gần với những cái cám dỗ, nó hai cái câu nó cũng có những cái tương đồng với nhau. Không biết Ân thì sao, Ân khi vẽ học vẽ thì Ân có sợ cái gì không? Sự tự nhiên bây giờ mình ngồi lại mình nghĩ rằng là mình đã có sợ gì không,
là việc nếu gọi là sợ thì là chắc là không đâu, nhưng mà khó khăn thì chắc có. Ví dụ như là cái việc mình cân đối là thời gian, là mình vẽ hoài vẽ không ra, tức là trong đầu mình nghĩ là nó sẽ ra như thế, mình cố gắng mình làm, cuối cùng là vẽ không ra, vẽ không được, thì mình nghĩ là lúc là mình ngán cái lúc đó, hoặc là mình sợ cái lúc đó, mình giải quyết nó bằng cách nào, mình vẽ thêm rồi mình làm tiếp, thế là mình tắt cái file đó, mình vẽ cái khác, rồi đến lúc nào đó mình quay trở lại vẽ lại cái máy ra nó được. Ơ nghĩ là vậy, tức là ơn sợ là ơn sợ cái khoảnh khắc là mình làm không được, và cái đáng sợ hơn là mình làm được thôi, mình cất file, mình bỏ file, mình delete luôn, dẫu rằng là nhiều lúc phải phải làm như vậy, nhưng mà cái việc mà sau đó mình tiếp tục mình quay trở lại, mình mở file lên vẽ một cái mới, thì ơn gặp những lúc như thế. Còn việc mà chia sẻ quan niệm hoặc gì đó cũng cái lúc mà mình đi làm thì nó sẽ khác cái lúc thời mình đi học, tức là mình gặp được đồng nghiệp, mình gặp được các thầy cô đi trước, mình gặp được các anh chị có thể chia sẻ với mình, giống như nãy Nhàn nói, cái Nhàn kể đó, tức là chúng ta bắt đầu từ từ những thứ không là không có gì hết, mà sau đó thì nhờ cố gắng rồi mình bắt đầu là mình gặp được người này người kia, và họ sẽ hỗ trợ, họ sẽ dạy dỗ cho mình thêm được kinh nghiệm, và thậm chí bây giờ mình cũng học từ các bạn trẻ nữa, các bạn sinh viên của mình, hoặc là các bạn học viên, hoặc là những cái bạn mà nhờ mình chia sẻ, mình học từ họ những cái năng lượng, tức là rồi tới tới được đúng không, các bạn rất là tự do, các bạn rất là năng lượng trong đó, ok sao đâu, tới tới thì tới mình giải quyết thôi, ví dụ như vậy. Thì câu chuyện ở đây là mình quan sát mọi người, học từ mọi người thì cái cách mà họ giải quyết cái nỗi sợ của họ như thế nào. Thì đôi khi mình không, giống như là nhảy nhàng có nói, mình không có áp đặt cái khó khăn của họ là cái gì, là mình cũng phải trải qua như thế, nhưng mà biết đâu được mình khi mà mình quan sát cái cách họ giải quyết vấn đề của họ, lỡ sau này mình có gặp phải thì mình biết có thêm được một cái tư liệu để mình giải quyết cái phần của mình. Đó là từ góc độ của cảm ơn em. Em mới vừa đọc comment của các bạn. Bạn bạn Mỹ Nhanh có nói là học sinh học mà giỏi gì mà học sinh học là không đúng đâu Là sai lầm phải không? Đó là một cái trêu vui thôi ha, đó là nha. một trêu vui, tức là chúng ta có thể lấy được cái kinh nghiệm từ cái ngành mà chúng ta đang theo đuổi, nó làm giàu hơn cho cái tác phẩm của mình, giống như nãy mình đã chia sẻ. Ok, không biết Nhàn Nhàn đã nói rồi đúng không? Nhàn cũng không có nhiều nỗi sợ lắm, mà với ân với bản thân mình nỗi sợ là hồi xưa khi mình đi học, mình may mắn một chút xíu là mẹ mình không có cản mình trong cái con đường mà theo đuổi việc vẽ. Vậy mình xác định nó từ hồi cấp 2 luôn. Từ năm 15 tuổi mình đã xác định cái việc là mình phải vẽ rồi, và mình cảm thấy nó là con đường mình phải đi, thì mình may mắn là mẹ mình không có ngăn cản cái chuyện đó, là mẹ mình ủng hộ. Tuy nhiên mình cũng có một cái áp lực mà một nỗi sợ nhất định với cái việc ủng hộ đó, tại vì mình biết là mẹ mình đã vất vả và đã đánh đổi khá là nhiều cho việc mình theo đuổi cái con đường này, cho nên nếu mà mình không làm một cái gì đó cho nó xứng đáng với cái việc đó thì đối với mình nó là cũng là một nỗi sợ. Ừ. Chia sẻ thôi cũng vậy. Đó là một cái chia sẻ. Rồi cái nỗi sợ tiếp theo là khi mà mình, thực ra là bản thân mình có cái tôi rất là lớn, mặc dù mình không nói ra thôi, nhưng mà bản thân mình có một cái tôi rất là lớn, và đôi khi mình khá là tự tin với cái việc mình vẽ và là cái việc khả năng của mình. Bây giờ mình vẫn nghĩ là không có gì mình vẽ không được hết, mình chỉ có thời gian luyện tập thôi. Thì đôi khi mình nghĩ là mình bị tự tin thái quá. Mình bị tự tin thái quá. Tự tin hơn khi mình khi mà có những thứ mình thực sự là khi mình làm rồi thì mình mới thấy là mình mới làm không được như mình nghĩ, là mình phải cố gắng nhiều hơn. Sau quá trình trưởng thành thì mình mới học được cái từ khiêm tốn và nhìn nhận, công nhận cái công lao của người khác, mặc dù đôi khi thấy nó đơn giản như vậy nhưng mà người ta đã phải trải qua những cái việc mà mình không thấy được, một cái tảng băng chìm ở phía dưới để đạt được thành quả như ngày hôm nay. Mình phải học được cái chuyện đó. Thì mình nghĩ cái việc tự tin thái quá đôi khi nó cũng là một cái nỗi sợ và một cái việc không tốt đối với những cái bạn, nói chung là những bạn trẻ theo nghề họa sĩ, đúng không? Đúng không Nhàn và Ân? Đúng đúng đúng
cái việc mà thừa nhận một người khác, thực sự thừa nhận nha, thừa nhận tài năng của họ, thừa nhận cái thành công của họ cũng là một cái cần phải suy nghĩ thôi. Nó nhiều khi nó cũng sẽ là một cái khó khăn, và đôi khi nó cũng là một cái nỗi sợ tiềm tàng ở đâu đó trong con. Nhưng mà khi mà mình ấn thấy là khi mà mình đặt được cái vấn đề đó ra, thì khi mình chấp nhận được một cái phong cách nào đó, nó cảm thấy mình thấy nó thú vị, mình thấy nó hay, mình học hỏi được từ họ, thì nó là một cách để chúng ta vượt qua được nỗi sợ đó. Nhàn thì sao? Nhàn suy nghĩ như thế nào về cái việc mà tự tin thái quá, tự tin nhiều quá? Dùng từ tự tin thái quá thì nó cũng hơi nặng Tin ha, hay nhưng quá. mà đôi khi nó hơi tự kiêu, tự hào một chút xíu. Lúc mình nghĩ lúc đó mình dư năng lượng, chứ mình không thể mình nhận mình tự mình không thể mình nhận cảm nhận được là mình đang tự tin thái quá hay là như thế nào đâu, chỉ người ngoài nhìn vô mới thấy thôi. Còn khi đến một giai đoạn nào đó, giống như mình tự tin mình đi ra biển thì bị sóng dập thì mình tự nhìn lại thấy Tự lý do đúng không? được. Tự lý Tự vô bờ thôi à, rồi nhìn lại thấy do. mình không nên giỡn với sóng Không, cô ơi, cho con mướn cái phao đúng không? Cho mướn cái nữa. Trong trường hợp của An là hồi xưa An nghĩ có những việc là ơi trời nhìn dễ mồ luôn. phao. Nhưng mà thật sự khi mà mình làm á, mình mới thấy có sự khó khăn của nó mà mình không thấy được. Thì đối với mình thấy cái đó là mình hơi tự tin quá, cho mà nhìn mọi chuyện nó đơn giản. Rồi gì nó đơn giản. Nhờ đúng là sắp sóng nó dập vô mặt rồi thì mới biết. Rồi trong cái thời gian mà trong chương trình đó thì mình sẽ có một cái mini game nhỏ là các khách mời sẽ chọn cho mình một câu hỏi hay nhất để ban tổ chức trao phần quà có giá trị là một voucher 2 triệu đồng áp dụng cho tất cả các khóa học của CMA. Thì các hai bạn khách mời giúp mình là chú ý cái câu hỏi nào mà khiến hai bạn cảm thấy thích ha. Hình như là hai bạn chọn thống nhất chọn một câu. Tại vì chỉ có một Chứ phần phải là mỗi quà. bạn, chứ phải là mỗi bạn được chọn một câu hả? Rồi. Ok, có một câu hỏi nữa từ cái bạn Bùi Phương Chi. Mình muốn biết có những thể loại vẽ minh họa như thế nào ạ? Mình nghĩ câu hỏi này là Nhàn trả lời sẽ phù hợp. Cảm ơn câu hỏi của bạn Chi. Thì mình chỉ ở đây ở câu hỏi này thì mình chỉ liệt kê ra những cái thể loại cơ bản thôi, như là sách minh họa cho sách báo tạp chí nè, cho minh họa cho sách trẻ em, minh họa truyện tranh, rồi vẽ game, phim hoặc ý tưởng cho các thể loại phim, vẽ minh họa cho những cái hình ảnh, cho poster, cho banner để quảng cáo, rồi minh họa cho bao bì, minh họa để xây dựng một cái nhãn hiệu, một thương hiệu nào đó. Đại khái cơ bản là vậy. Còn để mình hiểu hiểu nhiều hơn về những cái thể loại đó thì bạn có thể tìm đúng cái từ khóa mà bạn muốn bằng tiếng Anh hay tiếng Việt, đều có những cái bài viết chi tiết để bạn tìm hiểu sâu hơn về nó. Cảm ơn bạn Chi. Một câu hỏi khác, cảm ơn Thanh Nhàn. Mình nghĩ là câu trả lời của Thanh Nhàn cũng giải đáp phần nào cái câu hỏi của bạn Bùi Phương Chi. Tiếp theo mình sẽ đến câu hỏi của Trịnh Thị Mai Minh Tuyền. Trịnh Thị Minh Tuyền, bạn hỏi là quá trình cải thiện kỹ năng như thế nào? Quá trình cải thiện kỹ năng như thế nào? Câu hỏi này chắc là An xin mời Ân ha. Cải thiện kỹ năng hả em? Tức là anh mình đang hiểu là kỹ năng là có nhiều thứ, có nhiều ngóc ngách khác nhau, nhưng mình cũng chưa hiểu được vậy. Rồi, giá như trong câu hỏi nó có thêm thông tin cho mình kỹ năng ở ở cái mảng nào hả? Mình nghĩ chắc là Ví gói dụ gọn nó trong digital dạ painting. ví dụ ha, ví dụ nhưng mà đối với mình ha, thì đôi khi mình cái kỹ năng về 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 dựng hình đi, nó sẽ là một cái trở ngại của bạn của mình đi, thì có thể là
mình làm một cái thử thách nhỏ nhỏ, là trong khoảng mỗi ngày mình sẽ cố gắng ký họa một cái nhóm dáng nào đó, ví dụ như vậy, một cái tư thế mà bạn có thể dễ dàng đi tìm tư liệu từ trên các cái trang mạng hoặc là gì đó, hoặc là những cái hình vẽ hình chụp của bạn ở góc độ xung quanh, những người xung quanh, đó là về về vẽ người, hoặc là bạn có thể học thêm về anatomy, đó cũng là một cái quá trình cải thiện kỹ năng. Cái thứ hai nữa là về về màu sắc, ví dụ bạn bạn có thể những cái bài màu cơ bản, vẽ màu cơ bản, hoặc là tả chất liệu bằng digital cũng vậy. Nó là cái thử thách, một cái nó không giống mà vẽ thêm cái thứ hai, có thể là nó sẽ cải thiện hơn cái thứ nhất, cái phiên bản thứ hai của một chất liệu nào đó, ví dụ như da thịt này, hoặc là kim loại, hoặc là về thủy tinh, hoặc là rau xanh, ví dụ, hoặc là lông của các con thú, ví dụ như vậy. Thì khi mà mình vẽ quen rồi đó, khi mà mình, đó là những cái material, những cái chất liệu ở phía bên ngoài, nhưng mà khi bạn đưa vô bức tranh, bạn đã xử lý những cái khu vực về chất liệu đó tốt ở bên ngoài rồi, thì bạn có thể áp dụng vào cái tranh của mình. Ở đây cái cải thiện nó phải cần, yếu thứ nhất là về yếu tố về thời gian, nên là mình sẽ vẽ đi vẽ lại nhiều lần. Rồi cái thứ hai nữa là mình chọn lựa, là ở mỗi thời điểm mình chọn một cái chủ điểm nào đó, ví dụ như trong tháng này, trong giai đoạn này tôi sẽ cải thiện về mặt dựng hình, về mặt figure, về mặt nhân dáng và posing, về nhận dáng người, ví dụ như vậy. Qua một cái tháng tiếp theo, hoặc là qua một cái thời điểm tiếp theo, tôi sẽ cải thiện về mặt màu sắc, về mặt chất liệu. Rồi và tới tháng thứ ba, tới cái giai đoạn thứ ba, tôi sẽ tổng hợp hai cái ban đầu mà tôi đã cải thiện vào trong một cái tác phẩm nào đó, một bức tranh nào đó mình sáng tác, hay là mình dựa trên cái chủ đề nào đó, ví dụ như tôi minh họa cho một cái cảnh cô tắm ngồi bên bờ giếng, ví dụ như thế, hoặc là ông Bụt hiện ra với nàng cám, mình nói ví dụ như thế. Tự nhiên là trong đó là mình sẽ có câu chuyện về nhân dáng này, hoặc là có câu chuyện về 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 mặt chất liệu này, thì mình nghĩ đó là một cái mình đã làm như thế đối với mình, thì chia sẻ với bạn. Ngoài ra thì chắc là nhờ An và nhờ Nhẹ bổ sung thêm cho cái phần này. Không biết là quá trình cải thiện kỹ năng của nhàn thì như thế nào? Lúc nãy ăn trả lời thì nhàn nghĩ đó là cách mình cải thiện kỹ năng, khả năng của mình một cách chủ động mà mình tự nhận biết được. Còn với nhàn thì nhàn dựa vào cải thiện một cách bị động đi, nói dễ hiểu là nhàn dựa vào công việc nhàn làm mỗi ngày mà nhàn cải thiện cái kỹ năng của mình theo cái hướng đó. Ví dụ như nhàn vẽ cái này như thế nào, vẽ công việc giao như giao đơn giản hoặc là phức tạp, thì nhàn bắt buộc nhàn phải tìm cách tìm hiểu làm sao để làm cái công việc đó cho đạt kết quả tốt. Thì đó cũng là một cách cải thiện kỹ năng của mình, vừa cải thiện kỹ năng mà vừa tự học, tự mày mò. Cái mà như như nhiều câu hỏi mà nhàn gặp đó là làm sao để mình tự học được, thì nhàn tự học dựa vào công việc của nhàn làm, giống như mình vừa đi học vừa đi làm. Thì nhàn thấy cái việc này có hai cái lợi và cái chưa được, cái được và cái chưa được. Cái được của việc này là mình được làm, được vẽ, được làm cái những cái mình thích, mình cho đó là hợp lý, hợp với cái bản thân mình. Còn để cải thiện kỹ năng hoặc là tự học một cách bài bản thì cần qua trường lớp, vì nếu không có người chỉ dạy cho mình thì mình rất khó để biết được cái hướng mình đi có đúng hay chưa, có hợp lý hay chưa, có phù hợp với công việc mình đang làm hay chưa, thì cần người hướng dẫn để nhận biết những cái việc đó. Nhưng nó không biết có phù hợp hay không, ăn an. Phù hợp Hợp chứ. hay mà cũng mở rộng vấn đề về cái việc tự học, thì tự học bây giờ nó cũng có ưu và khuyết điểm, thì Nhàn cũng có nêu về cái quan điểm của Nhàn về vấn đề tự học, mà không biết Ân thì như thế nào. Tôi nghĩ tự học quan trọng đó. Tại vì
Tới bây giờ mình hỏi tôi tốt nghiệp chưa, tốt nghiệp rồi nhiều năm rồi, rồi mình đi làm chưa, mình đi làm rồi, vậy thì cái chuyện mà học nó còn liên quan gì tới mình nữa không? Dạ có, đó là câu chuyện tự học như nãy mình có nói, mình học từ các bạn đồng nghiệp, ví dụ như là bắt đầu ví dụ như tranh đi, nhưng mà nãy mình có trở lại cái vấn đề mà bạn khúc giữa chương trình đó, thì An có đặt vấn đề là cái việc mà mình có một cái một bạn đã đặt câu hỏi, tức là mình đã có một cái style rồi, thì cái việc mà mình phát triển thêm một cái phong cách khác, một cái kỹ năng khác mà nào giờ mình chưa biết, mình chưa học tới mà mình thấy nó hay, mình lẳng lặng mình làm, đó là quá trình mình tự học. Rồi thứ hai nữa là mình thấy thật là các bạn đang có một cái câu chuyện hay, An đang có một câu chuyện thú vị, mình đang có một cái góc nhìn mới, có thể là mình học cái cách nhìn đó, hoặc là cái góc độ đó, xử lý cái chỗ đó vẽ như thế nào, mình cũng thử thử. Đó là quá trình tự học. Rồi mình làm giàu cho cái kỹ năng của mình, làm giàu cho cái vốn sống của mình bằng cách quan sát, bằng cách mình đọc sách, thì đó cũng là một cách mình tự học. Rồi ngay cả những bạn trẻ hơn, những bạn sinh viên, hoặc là gì, bạn có một cái cách tiếp cận rất là thú vị, ví dụ như vậy, bạn rất là thông minh trong cái cách tiếp cận, mà mình nghĩ là đặt trong trường hợp mình như thế, mình nghĩ là mình sẽ như thế, mình tiếp cận nhanh được như vậy. Mình thấy đó. Rồi. Và kể cả những lúc mà mình không chắc, mình chắc chắn rằng là mình sẽ có những cái sai lầm, hoặc là mình vẽ nó bị hư, hoặc là gì đó, mình học lại từ cách là mình vẽ lại, đó cũng là cách. Ở đây là cái chuyện mà tự học, đây không phải là ngồi mình dở ra bài bản mình chép như thế nào, mà ở đây là cải thiện cái mà mình đang chưa tốt, hoặc là mình chưa có. Với mình đó là một cái quá trình tự học. Ok, cái trở lại được cái giá trị tự thân ha. Ở đây là ngành nào cũng cần, mình nghĩ rằng là các bạn sẽ đồng ý với mình là ngành nào cũng cần digital painting và vẽ, mình nghĩ rằng nó cũng là một cái yếu tố quan Không trọng. chỉ riêng về vấn đề, không chỉ riêng ở digital painting mà cái ngành nào cũng cần cái việc tự học đúng không? Tại vì mình kiến mình thức. không thể chờ đợi đúng không em, Đúng rồi. mình không, kiến thức là quan trọng, nó Đúng tới với mình mỗi ngày đúng không, rồi. rồi mình không thể chờ đợi rằng là như cô An có thể chỉ tôi cái này không, tại sao cô An lâu quá cô An không chỉ mình, ví dụ, hoặc là dĩ nhiên ha, thì cái việc mà mình trau dồi cho bản thân mình. Nói về kỹ năng thì đó là mình giống như Ân có chia sẻ là cái việc mình hoàn thiện mình là luôn luôn cần thiết, và mình nghĩ ngoài cái việc hoàn thiện mình là còn phải update lên nhé, với cái kỹ năng mới, những cái bài học mới, tại vì kiến thức nó bao giờ nó cũng sẽ có cái mới, sẽ nghiên cứu được cái này, nghiên cứu được cái kia, như Nhàn là phần mềm mới chẳng hạn, thì mình đó cũng là một quá trình tự học, rồi những cái phát minh mới, những cái style mới, rồi cái gì là thích hợp cho mình vào cái thời điểm này. Rồi mỗi người sẽ có cách tiếp cận kiến thức khác nhau. Ví dụ như với mình là đọc sách, với bạn của mình là ảnh thích xem video chẳng hạn. Thì không biết là Ân với Nhàn thì như thế nào, có là Ân với Nhàn cũng phải là đọc sách hoặc là xem video. Mỗi người sẽ có cách tiếp cận khác nhau, cho nên là cái việc tự học nó sẽ rất là quan trọng để tìm ra được cái hướng đi chính xác dành cho mình. Ngoài cái kỹ năng không thì cũng chưa đủ, mình sẽ có những kiến thức mềm, dạy như những kỹ năng mềm. Cách ứng phó như thế nào với kiểu như là đối phó với nỗi sợ, rồi đứng trước đám đông thì như thế nào, mình phải vượt qua được cái nỗi sợ đó như thế nào, hay là nói như thế nào để mọi người nghe, mọi người hiểu được cái ý của mình, hay là như thế nào, những cái lúc như thế nào thì nên giữ im lặng và vẽ như thế nào, nó rất là nhiều kỹ năng mà mình nghĩ là cái quá trình tự học là nó sẽ diễn ra xuyên suốt cả cái cuộc đời của mình. Bác học không có nghĩa là dừng học. Dạ từ nãy giờ mấy cái mà anh tóm gọn lại thì tôi, đó là hành trình mình đang đi đâu đó, mình đang ở đâu đó, đúng không? Cái việc mình ở đâu á, An vẫn nghĩ là nó không phải là một vị trí cụ thể, không phải là tôi đang đứng ở dưới thấp hay là anh đang đứng ở trên cao, mà nó chỉ là cái mình hiểu được mình đang cần gì, mình đang muốn làm cái gì, mình đã làm được cái gì rồi và mình chuẩn bị tiếp theo mình sẽ làm cái gì. Mình nghĩ nó là một cái câu hỏi mà không phải chỉ đơn giản là vấn đề vị trí. Không phải là mình đang ở đâu, có nghĩa là tôi đã đang cao quá rồi hay là tôi đang ở thấp. Rồi, quay lại một câu hỏi khác của bạn tên là Vũ. Theo mình muốn theo vẽ digital painting, mình hiểu rõ mình đang đứng ở con số 0. Sau này mình muốn tham gia làm game
thiết kế phim ảnh, phim hoạt hình và vẽ minh họa. Mình muốn hỏi mình nên học như thế nào ạ? À? Cảm ơn chương trình. Một câu hỏi là muốn muốn tất cả luôn rồi đó, Làm rất game, là nhiều làm mảng lớn game, đúng không? thiết kế phim ảnh, phim hoạt hình và vẽ minh họa, thì ba bốn cái bạn liệt kê nó gần như là thuộc bốn cái style khá là khác nhau và cách thức nó cũng khác nhau. Nên chắc Nó là lớn lắm, nó nhiều lắm. xin mời khách mời trả lời theo từng cái gạch đầu dòng một ha. Đầu tiên là game nè. Đầu tiên là game thì muốn học game thì mình học như thế nào? Chào em, thì cảm ơn em đã có một cái câu hỏi. Mình nghĩ đây là một cái câu hỏi khá là phổ biến cho các bạn mới bắt đầu. Như như bạn chia sẻ thì là bạn đang bắt đầu bằng con số 0 đó. Con số 0 nó khá là quan trọng, bởi vì bạn đó là cái điểm khởi đầu của bạn. Thì chia sẻ với em rằng là mình đi học, giống như hồi nãy mình nói ha, các cái như như là trường vẽ nè, cái kỹ năng là cái quan trọng. Thì cái câu hỏi mình nghĩ rằng đây là câu hỏi gần cuối chương trình rồi phải không anh? Gần như là câu hỏi cuối chương Ừ trình. đó đúng rồi, gần như câu hỏi cuối cùng thì nó lại trở ngược lại cái vấn đề, gần như là một cái đúc kết để mình nói là cái ban đầu, và tức là cái việc mà rẽ hướng. Thực ra với mình nghĩ là cái kỹ năng vẽ trong quá trình mà em đi học á, em đi học ở CMA, em đi học ở các trung tâm, hoặc là em đi học ở các trường đại học mà về vẽ ở bên ngoài á, nó là quá trình mà mình đang đi tìm cái con đường nào là nó phù hợp với em. Rất khó, và gần như mình chưa thấy có cái trường hợp nào có thể làm tất cả những cái vấn những cái lĩnh vực mà em kể một cách xuất sắc và có thể cân hết. Tại vì trái tim như chúng ta có thể là có nhiều ngăn, nhưng mà chúng ta sẽ phải có lúc nào đó chúng ta có thể ưu ái và chọn ra được cho mình một trong bốn cái mà em liệt kê ra. Có thể là em sau này khi mà kỹ năng em có rồi, em phát triển rồi, thì em có thể em đang thích hoạt hình, thì việc vẽ cơ bản là điều hợp lý, vẽ digital là một hợp lý, em có thể học thêm diễn hoạt ví dụ như vậy, animation animatic hoặc là motion ví dụ như vậy, thì nó sẽ phù hợp cho ở cái mặt hoạt hình. Còn minh họa sách thì không cần chuyện đó đúng không? Minh họa sách thì không cần diễn động, không cần cái đó, thì em có thể phổ biến phát triển thêm ở cái mạng dàn trang ví dụ như vậy, layout artwork hoặc là gì đó. Thì đó là một cái riêng biệt của em. Chỉ nhiên mình biết có rất nhiều những anh chị ở bên ngoài, những anh chị đồng nghiệp hoặc là người đi trước rất giỏi ở tất cả các mảng vừa kể luôn, nhưng mà khi mà mình ngồi nói chuyện với họ thì, hoặc là mình quan sát cái hành trình của họ, thì đâu đó họ sẽ ưu ái hơn cho một cái mảng nào đó, là họ thực sự thích cái mảng đó. Thì mình hy vọng rằng là chúng ta chia thành hai quá trình ha. Bắt đầu là quá trình mình đi học rèn luyện những kỹ năng cơ bản của vẽ, của mỹ thuật, sau đó là digital. Rồi trong cái lúc mà mình đi học như vậy, mình phát hiện ra là tôi đang thực sự thích ở mảng nào, mảng concept game hoặc là mảng animation như em nói, hay là cái mảng về minh họa sách, minh họa 2D truyện ha. Đó thì đó là cái mà mình nghĩ rằng là có thể chia sẻ với em. Thì làm gì nó sẽ tới sau cái việc mà mình đi học những cái kỹ năng cơ bản. Đó là góc độ chỉ có thể chia sẻ với em như thế. Chắc là Hậu An, nhờ Hậu An với Nhàn tiếp thêm cho em, cho Ok. bạn. Nãy mình có tách ra cho dễ, nhưng mà có vẻ câu trả lời của ông là cũng gom chung lại, và mình cũng đồng ý với lại cái câu trả lời của ông á, là thực ra là khi mình cứ đi học digital painting thì cái duyên của mình nó sẽ tới, và vũ trụ sẽ dắt lối cho bạn là bạn làm được công việc gì. Đôi khi cái mình muốn tham gia, nhưng mà cái khả năng, cái sở thích của mình tùy theo cái việc mình tiếp cận của nó. Tại vì bạn bạn nói là bạn đang đứng ở con số 0, có nghĩa là bạn chưa thực sự tiếp cận với nghề, cho nên nếu mà khi mà bạn dấn thân rồi thì bạn bạn sẽ phát hiện ra được là đọc con đường nào là con đường phù hợp với bạn. Giống như cái việc mà nãy mình có nhắc tới cái việc đi lạc hay không đi lạc á, mặc dù là mình vẫn học vẽ, vẫn làm về trong ngành mỹ thuật, nhưng mà xuất phát điểm của mình và nhà gần như là truyện tranh nè. Nhưng sau đó là hai bạn rẽ theo hai con đường khác nhau, mặc dù có một cái điểm chung là digital painting và đều là mỹ thuật, nhưng mà công việc của hai người là hai mảng khác nhau. Đó thì giống như là bạn làm game, thiết kế phim, hay là làm phim hoạt hình, hay là vẽ minh họa, nó gần như là những cái nhánh
những cái ngách ngõ nhỏ mà digital painting là chất liệu để làm cái đó. Ví dụ như cái style tạo hình về game thì nó sẽ khác với phim. Phim nếu mà bạn làm thiết kế thì nó bạn thiên về concept mà environment nhiều hơn, hoặc là character nhân vật, tùy thuộc theo cái biên kịch đưa ra kịch bản như thế nào. Phim hoạt hình thì có vẻ là sẽ thiên, không biết là bạn làm phim là dựng animation hay sao đó, vẽ minh họa nó cũng sẽ có những cái ngách nó riêng hơn. Và đôi khi mình cũng nghe nhiều bạn sinh viên chia sẻ là ban đầu em thích phim hoạt hình nhưng mà nó là một công việc rất là nặng và rất là mệt, thì em lại rẽ vào vẽ minh họa đó. Bạn dấn thân vào nghề rồi thì thật ra bắt đầu nó cũng có những cái xuất phát điểm như nhau, mình đều vẽ từ cơ bản đi lên. Có thể tự học, có thể đi theo một cái quá trình học của một cái chương trình chuyên sâu nào đó, rồi từ đó thì bạn sẽ thấy được rằng là mình phù hợp với con đường nào. Không biết Nhàn có bổ sung gì không? À, nhận bổ sung chút chút xíu về lúc nãy anh có nói là vẽ minh họa thì không cần chuyển động giỏi gì đó thì À, cái đó thì cần đó đấy. cái Hiểu đó hiểu nhận nghĩ cái đó thì rất cần vì hồi trước nhận vẽ truyện tranh hay minh họa thì nhận bị nói là vẽ đơ quá, vẽ cứng quá, thì cái việc bắt chuyển động của nhân vật hoặc là đặt nhân vật đó như thế nào thì rất là quan trọng, nên cái việc một bạn học hoạt hình có thể vẽ minh họa thì cái yếu tố chuyển động thì nhận thấy nó rất cần, vì khi một bức tranh mà nhân vật của mình sẽ cuốn mắt người 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 xem á, sẽ hút mắt người xem như thế nào là do cái chuyển động của nhân vật đó. Ví dụ như bạn làm game hoặc là vẽ minh họa mà bạn đưa cái chuyển động trong hoạt hình vào á thì sẽ tạo hiệu ứng rất là nhiều đối với người xem. Bạn đưa ra một ý tưởng, một cái khung cảnh giống như bạn vẽ một cái cảnh trong để làm concept cho phim đi, thì bạn phải diễn tả nhân vật đó hành động như thế nào để có một cái góc quay đẹp để đưa cái ý tưởng đó cho người làm phim hoạt hình hoặc là phim ảnh vân vân, hoặc là bạn đưa cái góc quay đó vô cái đưa góc quay từ phim vào minh họa, vào truyện minh họa đi, thì cái đó sẽ rất là mới lạ hoặc là cuốn hút cái người xem minh họa đó, chứ nó không còn bị đơ nữa. Nhàn là chuyên gia là bị Vậy đơ tại nhân vật. là Giang phải đi học Đúng rồi, phim tại nhân vật lúc vẽ minh họa thì nhân vật lúc nào animation. cũng tỉnh hết trơn á, nên mình phải làm sao bắt được cái chuyển động đứng lại như thế nào để nhìn bức tranh của mình nó sinh động hơn. Rồi, Nhàn lên CMA học gác trò drawing với thầy Ân đi. Rồi, cảm ơn Nhàn, cảm ơn bạn Vũ đã đặt câu hỏi. Thì chương trình của mình nó cũng gần tới cái giờ kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream. Đây, mình nghĩ là tới một cái phần mà các bạn cũng khá là trông chờ, đó là xin mời hai ban giám khảo, hai khách mời chọn giúp mình một câu hỏi hay nhất trong chương trình ngày hôm nay. Câu hỏi nào cũng hay hết, sao kia giờ hay nhất. Nhàn ơi, cho nhàn người kìa, cho nhàn ưu Nhàn trả tiên. lời không có. Gì vậy? Rước lại câu hỏi nha Nãy giờ có Nhàn. có một nãy giờ ân cảm thấy thú vị. Thường như tất cả các vấn đề mà các bạn hỏi, những câu hỏi mà các bạn gửi về á, nó cho mình hiểu rằng là chúng ta đang đang đứng ở đâu. Có những người ở bắt đầu của hành trình, có người đang đứng giữa của ngã rẽ rồi, thì cái việc mà mỗi câu hỏi nó đều cho mình một cái góc độ như thế, cho nên là để kiếm ra được một câu hỏi nào mà nó thực sự hay hơn các câu hỏi còn lại á thì mình nghĩ chắc không có đâu. Nhưng mà nếu mà có cái việc mà được chọn lựa thì mình nghĩ rằng là cái góc độ là nó gợi mở nhiều hơn ở những cái mà chúng ta có thể chia sẻ cho các câu hỏi còn lại hoặc là cho các vấn đề còn lại á. Thì một số cái ví dụ như về câu hỏi của bạn bạn Nhanh hồi nãy cũng là một cái câu hỏi khá là thú vị, hoặc là câu hỏi mà nãy nhớ cái gì mà có nên yêu đồng nghiệp hay không á, mà kiểu mà Của mình lại không trả lời được cho câu Mi đó. nó cũng là một cái để mình có thể mình mở lòng ra, mình có thể
chia sẻ rằng là cái việc mà lợi hay hại, hay là cái việc mà chúng ta học vẽ digital á, nó có giúp ích được gì không, hay là nó cũng sẽ có những cái trở ngại của mình đó. Đó là cũng là một câu hỏi thú vị. Hoặc là cái việc mà chúng ta chia sẻ trí thông minh nhân tạo nó có được hay không, hoặc là nó có thay thế được hay không, mình nghĩ là đó cũng là một cái thách đố hả. Đó. Thì đó là mấy cái, thì ba cái đó mình nghĩ là nó có thể với mình nó đồng lại cho mình được nhiều thứ. Không biết là Nhàn chọn Nhàn lựa đi, ơi. Ân đề cử rồi đó, thì giờ Đúng để cho rồi, Nhàn phải có tiếng nói Nhàn chứ. Ân có đề cử ba cái đề cử rồi đó, Nhàn có thêm đề cử nào không? Nhàn ơi mở mic, Nhàn ơi. Alo, Thanh Nhàn đâu rồi? Alo. Nhàn nó không có, xong rồi Nhàn im luôn, kỳ vậy Nhàn. Chắc là đường truyền có vấn đề hả? Hay sao không thông không thấy? Alo, bạn Thanh Nhàn, bạn còn đó không? Thanh Nhàn ơi. Alo alo, đầu cầu Cần Thơ. Cho Ân chọn đó Ân ơi. Ok, vậy thì mình thích cái một phần đó là vừa câu hỏi, một phần nó vừa là phần chia sẻ. Việc mà học vẽ digital hoặc là học vẽ đó nó bắt đầu như thế nào, rồi nó có những cái khó khăn gì đó của bạn Mia ha. Thì tại vì mình nhớ là lúc đó là chúng ta sẽ đã chia sẻ khá là nhiều, từ tâm tư cho tới việc mà chúng ta chia sẻ về kiến thức và lộ trình, ví dụ như vậy, thì nó khá là bao quát, nó khá là, và nó cũng khá là thú vị ở góc độ là có yêu người đó là yêu người trong trong cùng ngày hay không, thì Ân có vẻ là cho kết phép cho câu có mình nên yêu đồng nghiệp hay không. cho phép mình nhiều vế khác trong câu hỏi nha, chứ không phải là cái đó là để nói vui thôi. Thì cho phép bọn mình chọn câu 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 hỏi đó. Câu hỏi của Mia. Nhà có vừa mới nhắn qua là rồi, ok. Ok. Vậy là xin chúc mừng bạn Mia ha. Khách mời ngày hôm nay của chúng ta đã thống nhất là chọn câu hỏi của bạn là trở thành cái câu câu hỏi xuất sắc nhất của chương trình ngày hôm nay. Bạn Mia xin gửi lại thông tin cho chương trình qua Facebook hoặc là qua email, số điện thoại và email của bạn để chương trình tiện cho việc trao quà cho bạn ha. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn khán giả ngày hôm nay đã đồng hành với mình khoảng 3 tiếng để nghe bọn mình tâm sự và chia sẻ với hai khách mời là họa sĩ Bảo Ân và là họa sĩ Thanh Nhàn. Cảm ơn mọi người. Hẹn mọi gặp lại mọi người cho thứ bảy tuần sau với talk show thứ ba của The Open với chủ đề là mình tìm việc ha. Mình tìm việc như thế nào? Rồi, chào tạm biệt rồi, mọi mình đang người. Ở đâu sao là mình tìm việc rồi. Cảm ơn bạn Hồ An, và cho phép mình được đại diện bạn hai bạn khách mời cũng gửi lời cảm ơn với các bạn đã tham gia chia sẻ và lắng nghe phần trò chuyện của bọn mình, và hy vọng rằng là những cái chia sẻ có về cảm xúc nè, về câu chuyện lộ trình mà bọn mình đã đi như thế nào, nó cũng là một cái góp phần vui vui cho các bạn trong cái hành trình học vẽ digital sắp tới. Và hy vọng rằng là ở đâu đó trên hành trình tiếp theo chúng ta sẽ gặp nhau, và hy vọng rằng các bạn sẽ có những cái tác phẩm thực sự xuất sắc, và digital painting nó thành một cái món ăn tinh thần, một nghề tay trái, một nghề tay phải, và nó thật sự là các bạn hạnh phúc vì điều đó, các bạn hạnh phúc vì chúng ta được vẽ. Cảm ơn các bạn, cảm ơn Hồ An. Và hẹn gặp lại các bạn ở một cái livestream trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Bye bye.